chương 1644, một bên bàn cờ. Kia nóng bỏng phẳng phất có thể đem tất cả tan chảy nhiệt độ, để cho Sở Giả dạ Thương không tự chủ được dùng mình một cái, bất quá loại cảm giác này thoáng qua, mà thay vào đó, chính là hắn rất tinh tường băng hàn chi ý. Sau đó, hai loại nhiệt độ không ngừng luân chuyển xuất hiện, cũng để cho Sở Giả dạ Thương cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ, tới cuối cùng, hai người lại bắt đầu rồi dung hợp lẫn nhau. Sở Giả dạ Thương ánh mắt đã trợn to đến cực hạn, Hoàn toàn không để ý tới thân thể và hồn bên trên truyền đến từng trận thống khổ, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, tần tinh phải cho mình là ra sao tạo hóa. Ngay tại sở giả thương thân thể ra đoàn kia bản nguyên chi hỏa hoàn toàn biến mất đồng thời, đã có chín thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản không biết vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Một người trung niên người nhất trước hồi lại thần đến, vội vã hét lớn, các ngươi còn lo lắng cái gì, Minh Tôn có lệnh, một khi sở giả thương thoát vây như vậy nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, phải lập tức giết hắn. Nhanh chóng động thủ, sở dạ thương bất thình lình quay đầu, lạnh bốt ánh mắt nhìn về phía hắn, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trong mắt tản mát ra hàn ý, chính là để cho người này căn bản không dám động thủ. Dù sao, sở dạ thương là cửu đại hoang chủ một trong, nếu mà nắm giữ hoang bảo, cũng có có thể cùng minh tôn chống lại tư cách. Bất quá, người này vẫn bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, mọi người không cần sợ hãi, hắn bị vây nhiều năm như vậy, coi như thoát vây, tu vi cũng tất nhiên đại giảm, chúng ta cùng tiến lên. Chín người rốt cuộc đồng thời xuất thủ, hướng về sở dạ thương phát động công kích, mà sở dạ thương trên mặt cũng theo đó lộ ra một cái u ám nụ cười, búng ngón tay một cái, chín khỏa màu lam hỏa tinh, chia tay rơi vào trên người bọn họ, hóa thành lửa cháy hừng hực, lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, tan chảy đến thân thể bọn họ. Các người canh gác rồi ta nhiều năm như vậy, thật sự là cực khổ rồi, coi như báo đáp, ta sẽ khiến các ngươi chết chậm một chút khi chín người này toàn bộ bị đốt thành rồi hư vô sau đó sở dạ thương trong cơ thể tần tinh rốt cuộc bước bước ra ngoài sắc mặt vô cùng trắng bệch cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn trạng thái hôm nay cực kém sở dạ thương nhìn đến tần tinh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói tần tinh ngươi không sợ ta hiện tại động thủ giết ngươi sao tần tinh yên ổn nhìn chăm chú sở dạ thương nói ta biết trong lòng ngươi oán khí khó tiêu ta tạo hồn tộc cũng quả thật đối với ngươi tộc mắc nợ quá nhiều đến lúc kết cục đại chiến kết thúc đến lúc ta báo xong tộc ta thù, ta, để ngươi giết ta. Hỏa minh hoang tộc cũng không phải tạo hồn tộc kẻ thù, thậm chí có thể tính là tạo hồn tộc bằng hiếu, nếu không mà nói, năm đó bọn hắn làm sao có thể để cho sở hàn y kia một nhánh tộc nhân, bị tần tinh mẫu thân dẫn đi. Có thể cũng chính bởi vì một điểm này, mới đưa đến bọn hắn đây nhất tộc sau đó bi thảm cảnh ngộ, lên tới tộc trưởng sở dạ thương, xuống đến thì mãi mãi thi vũ hiên ông cháu hai người, trong lòng đều có khó có thể hóa giải oán khí. Vì vậy mà, Tần Tinh đối với bọn hắn thật có đến quá lớn ái náy, hắn nói lời nói này cũng là phát ra từ đáy lòng. Sở Giả Thương bình tĩnh nhìn Tần Tinh nửa ngày, đặc biệt là thấy được phía trên đỉnh đầu kia không ngừng vặn vẹo run rẩy không gian sau đó, thật dài phát ra một tiếng thở dài, đứng lên nói, kỳ thực, chân chính kẻ cầm đầu cũng không phải là ngươi tạo hồn tộc, ta Sở Giả Thương cũng không phải không biết phải trái chi nhân, ngươi chẳng những cứu ta thoát vây, hơn nữa giúp ta bước vào giới chủ chi cảnh, lại thêm ngươi câu nói này, từ nay về sau giữa chúng ta thủ oán xóa bỏ toàn bộ. Tần tinh đưa cho sở giả dạ thương tạo hóa, chính là giúp hắn dung hợp hai loại bản nguyên chi hỏa, cho nên để cho hắn cũng có được màu lam chi hỏa, hơn nữa một bước lên trời, từ cửu vực minh tinh thần chi cảnh, bước vào giới chủ chi cảnh. Đây đối với sở giả dạ thương lại nói, là thiên đại ân tình. Không những như thế, bởi vì sở giả dạ thương trở thành giới chủ, dẫn đến hắn cũng cần đã bị thủ hộ chi địa giới hạn, mà tần tinh thất một mực đang lấy lực lượng bản thân bảo vệ hắn. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, được, hiện tại ta đáp ứng ngươi chuyện đã làm được, tự do của ngươi rồi. Từ nay về sau, trời cao biển rộng, cáo từ. Chờ đã, Sở Dạ Thương vội vàng mở miệng gọi lại Tần Tinh nói, ta bây giờ trở về Minh Tinh giới cũng là cô trưởng Nan Minh không bằng, ta liền đi chung với ngươi mệnh Tinh giới đi. Kết cục đại chiến thời điểm cũng là ta thời điểm báo thù. Một vị giới chủ tu chủ động đi theo, Tần Tinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Sở Giả dạ Thương khoát tay một cái nói, "Ta không phải là giúp các ngươi sinh linh, ta chỉ là vì trả thù mà thôi, cho nên không cần cảm ơn ta, chúng ta đi thôi." Tần Tinh đưa tay chỉ phía trên nói, "Ta trước tiên đem ngươi thu vào trong hồn ta, nếu không mà nói, lực lượng này ta không kiên trì được quá lâu." "Được, tại đem Sở Giả dạ Thương cũng thu vào mình trong hồn sau đó, Tần Tinh đột nhiên bước chân lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, không có ai biết, lúc này hắn đã là kiệt sức. Giúp đỡ người khác bước vào giới chủ chi cảnh, đặc biệt là tại đã tiêu hao lượng lớn hồn lực tiền để phía dưới, cho dù tần tinh cũng có chút chịu không nổi, tại đây dám ngồi qua 3 ngày, tần tinh mới xem như khôi phục chút nhục thân chi lực, mà hắn cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, bước đi về phía một chỗ ngũ thải chi địa. Thông qua lúc trước đối với một minh tộc người siêu hồn sau đó, tần tinh đã biết ly khai thủ hộ chi giới phương pháp, xác thực là vô cùng đơn giản, xuất khẩu liền giấu đang tùy ý một chỗ ngũ thải chi địa trong. Thủ hộ chi giới hoàn cảnh bất kể như thế nào phá hư đều sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chỉ có cứ thế ít ngũ vực tinh thần thi thể mới có thể ngăn cản nó phục hồi như cũ, như vậy muốn rời khỏi, chỉ cần tại thi thể tồn tại dưới tình huống, tại ngũ thải chi địa bên trong xé mở không gian, liền có khả năng rời đi. Vâng một điều phiền toái, chính là người xé mở không gian, vừa có thể là đi thông minh tinh giới, cũng có thể là đi thông mệnh tinh giới, cho nên cần phải cẩn thận một chút, không được vừa nhìn thấy xuất khẩu ngay lập tức sẽ chẳng ngó ngàng gì tới vọt vào. Một chỗ ngũ thải chi địa bên trong, tần tinh thành công xé mở một đạo vết nứt, mà từ trong cái khe tràn vào chút tinh khí, để cho hắn hiểu được, cửa ra này chính là đi thông mệnh tinh giới. Chỉ cần mình tiến nhập kẽ hở này, liền có thể trở lại mệnh tinh giới, về đến nhà. Nhưng mà tần tinh đang đối với đây khe nứt nhìn rồi chỉ chốc lát sau, đột nhiên lần nữa đưa tay, lại xé mở một đạo vết nứt, mà lần này, tràn vào là tử khí, là đi thông minh tinh giới vào giờ phút này đây không cho phép tồn tại bất kỳ thuộc tính chi lực cùng tinh khí tử khí thủ hộ chi giới bên trong rốt cuộc có hai loại hoàn toàn khác biệt thể khí tiến nhập mà tần tinh muốn chính là cái hiệu quả này tần tinh nâng lên hai tay lượng trong lòng bàn tay chia tay giấy lên minh hỏa cùng dương hỏa lấy hai loại hỏa diễm làm dẫn bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí cùng tinh khí mãi đến đạt tới trình độ nhất định sau đó hai tay khép lại để cho hai người ngưng tụ thành một bên bàn cờ có lẽ âm dương bàn cờ có thể hủy diệt đây thủ hộ chi giới. Đem âm dương bàn cờ ném ra sau đó, tần tinh lập tức bước vào một bước đi thông mệnh tinh giới trong cái khe, quay đầu nhìn âm dương bàn cờ ầm ầm nổ tung, hóa thành hai đạo phong bạo, hướng về toàn bộ thủ hộ chi giới bao phủ mà đi. Tại kinh khủng này nổ tung lực bao phủ phía dưới, thủ hộ chi giới bên trong không gian bắt đầu một chút xíu tan vỡ, mà tần tinh trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đây mới một lần nữa chuyển thân, hướng về mệnh tinh giới đi tới. Nhà, ta rốt cuộc đã trở về chương 1645, tử vi là ai? Tần tinh đứng tại một chỗ tinh không bên trong, nhìn đến bao phủ tại bốn phía những cái kia hoặc nồng hoặc đạm vụ tức giật, tuy rằng khí thức này cũng không thuần túy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu, bởi vì bên trong có đến đối với hắn mà nói rất tinh tường tinh khí. Tại đây, chính là tinh vẫn chi khư, nguyên bản tần tinh còn có chút lo lắng, từ thủ hộ chi giới trong ly khai là có hay không có thể trở lại mệnh tinh giới, mà bây giờ phơi bày ở trước mắt hắn tinh không chính là chứng minh hắn lo lắng là thừa thải. Ta, thật đã trở về, từ tần tinh tiêu diệt 100 vạn minh linh minh tu, bù đắp ngũ thần chi phong, làm việc nghĩa không được trùn bước một thân một mình đi tới minh tinh giới bắt đầu, cho đến bây giờ, đi qua đã có hơn 10 năm thời gian. Nếu mà tính lại trên viễn cổ mộng giới trong hơn 10 năm, như vậy, tần tinh ly khai mệnh tinh giới, đã sắp xỉ có 30 năm lâu. 30 năm, đối với tinh tu lại nói, có lẽ không tính vào đâu, nhưng là đối với nhân loại bình thường lại nói, 30 năm, nhưng gần như là nửa đời thời gian. Ba thời gian 10 năm, tần tinh tướng mạo cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà tu vi của hắn, hắn từng trải, hắn hiểu biết chính là có đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. 30 năm trước, hắn là một thân một mình ly khai, mà 30 năm sau, hắn mang theo bản nguyên tinh vực bên trong lượng lớn sinh mệnh, thậm chí mang theo hai vị minh tu giới chủ cao thủ, lần nữa trở về. Minh tinh giới bên trong, Càng là để lại vô số liên quan tới hắn sáng tạo ra kinh thiên động địa sự tích. 30 năm, làm sao cũng không phải là giống như lại một giấc mộng, cho tới giờ khắc này mới giống như là tỉnh mộng, trở lại thực tế. Tuy rằng tần tinh tại thành công hóa minh sau đó, mặc kệ thân ở minh tinh giới, vẫn là thân ở mệnh tinh giới, đều không có gì khác nhau, nhưng mà hắn căn, nhà hắn đều ở đây mệnh tinh giới, chỉ có đứng tại mệnh tinh giới tinh không bên trong, mới để cho hắn có loại khó nói lên lời thực tế cảm giác đứng tại tinh vẫn chi khư bên trong, vô số ký ức liền giống như là thủy triều, từ tần tinh chỗ sâu trong óc điên cuồng hiện lên, mà mỗi một phần ký ức đối với tần tinh lại nói, đều là hắn nguyện ý vĩnh cửu cất giấu vật quý giá cùng nhớ nhung. Ký ức, có ngọt có chua, có khổ có vui. Chỉ riêng tại đây tinh vẫn chi khư, tại bản này nguyên tinh vực bên trong, tần tinh liền có đến quá nhiều ký ức, cho nên hắn cũng khó không đi kềm chế tâm tình mình, mặc cho những này nhớ trong đầu điên cuồng rong ruổi. Không biết qua bao lâu sau đó, những ký ức này rốt cuộc lại lần nữa dần dần rút lui, mà tần tinh cũng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Sau lưng, đã không có thủ hộ chi giới xuất khẩu, có chỉ là vô số viên không tồn tại sinh mệnh ngôi sao. Không, có sinh mệnh, tại cách mình hơi gần một khỏa tinh thần phụ cận, tần tinh vậy mà thấy được một đoàn số lượng không ít khư linh, mà những khư linh này hiển nhiên cũng nhìn thấy mình, chính tại cẩn thận từng ly từng tí tự mình hướng về áp sát. Cũng không phải khư linh cùng tần tinh có thù, mà là bởi vì những này hư linh đều là cấp thấp nhất hình thái, căn bản không có ý thức cùng năng lực suy tính, chỉ có bản năng thôn phệ. Nhìn đến những hư linh này, tần tinh trong lòng lần nữa dâng lên một cổ cay đắng, nghĩ tới một cái đã từ tánh mạng mình trong ly khai bóng hình xinh đẹp. Thủ hộ chi giới bên trong, liên tiếp từng trải để cho tần tinh không có thời gian, cũng là cố ý không thèm nghĩ nữa, nhưng là bây giờ, chơi trọi đứng ở nơi này tinh không bên trong, chính là để cho tần tinh không có cách nào không muốn. Tần tinh a à, tần tinh, lẽ nào, người vẫn không có thói quen cô độc sao? Tại mình khổ trong tiếng cười, tần tinh liếc mắt nhìn chầm chầm những cái kia khư linh sau đó, liền lặng lẽ bước ra một bước, triệt để cách xa bọn hắn. Trải qua một hồi không có chút nào mục đích chạy nhanh sau đó, tần tinh rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, tự nhủ, không rõ, tinh vẫn lão nhân, còn có 16 thần tộc bọn hắn hôm nay, còn đang ở nơi này không rồi. Tinh vẫn chi khư trong, ngoại trừ hung thú cùng khư linh ra, còng sinh hoạt đến một đám đặc biệt người, chính là Tinh Vẫn lão nhân cùng 16 thần tộc tử linh. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Tinh Vẫn lão nhân là một cái thần bí mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà tại Minh Tinh giới bên trong, theo văn thông trong miệng, Tần Tinh biết được đã từng có một cái Tinh Vẫn tinh vực sau đó, liền suy đoán ra thân phận đối phương chính là Tử Vi Đế Thần. Có thể đã như thế, lại khiến cho Tần Tinh lại lâm vào một cái càng lớn hơn bí ẩn bên trong. Tử Vi Đế Thần, rốt cuộc là ai? Tử Vi Đế Thần, vị này được vô số sinh mệnh nơi tôn sùng kính ngưỡng cường giả càng bị dự làm mệnh tinh giới từ trước tới nay cường đại nhất sáng giới tinh thần, cũng chính là giới chủ tu. Cho tới bây giờ, cùng tử vi đế thần có liên quan người, đã xuất hiện ba cái, theo thứ tự là tử vi phân thân, tử la cùng tinh vẫn lão nhân. Ba người này, ngoại trừ tử la là tần tinh chưa từng thấy qua ra, còn lại hai người đều cùng hắn có đến quan hệ không tầm thường đồng thời xuất hiện, thậm chí ngay cả tử la cũng giống như vậy. Tần tinh mặc dù có thể tại minh tinh giới bên trong sông ra một mảnh thiên địa, Nhất nên cảm tạ người chính là Tử La, nếu mà không phải Tử La sáng chế ra Hóa Minh chi pháp, kia sợ rằng Tần Tinh đã sớm chết rồi. Hơn nữa, ba người này hoàn toàn liền là bất đồng sinh mệnh hình thức. Tử La cùng Tần Tinh một dạng sinh linh, lấy nhục thân tiến nhập Minh tinh giới, cho nên mới sáng tạo ra Hóa Minh chi pháp. Tử Vi phân thân, căn cứ vào Tinh vẫn lão nhân mà nói, là Tử Vi đế thần tự sát hậu tiến vào Minh tinh giới tu luyện được Minh linh phân thân. Tinh vẫn lão nhân, tại Tần Tinh tiếp xúc với hắn thời điểm, đối phương nói qua chính hắn là người chết cũng chính là tử linh nếu mà lại thêm tử vi đế thần bản tôn vậy tương đương nói đúng là tử vi đế thần lại có bốn cái tình huống như vậy kỳ thực tần tinh cũng không xa lạ gì bởi vì hắn mình hoặc có lẽ là toàn bộ người tạo hồn tộc cũng có thể làm được bản tôn cộng thêm bản mệnh tam hồn tu luyện ra phân thân chính là bốn cái mình có thể tử vi đế thần tuyệt đối không có khả năng là người tạo hồn tộc tuy rằng tử vi đế thần tại tạo hồn tộc tiêu diệt thời điểm đem hồn tinh cứu ra, hơn nữa có ý phải đem hắn bồi dưỡng thành mình người thừa kế, nhưng nếu mà hắn cũng là người tạo hồn tộc mà nói, kia 13 vị minh tôn khẳng định sớm liền không tiếc bất cứ giá nào giết hắn rồi. Ta ác tử vi phân thân, cũng không khả năng tại minh tinh giới lắc mình một cái, trở thành tử vi minh tôn. Còn có hồn thiên, hồn thiên thực lực, tại tần tinh nghĩ đến, nhất định phải cao hơn tử vi đế thần, coi như tử vi đế thần có thể man thiên quá hải, lừa gạt được tất cả mọi người, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được hồn thiên sao? vậy nếu như tử vi đế thần là người tạo hồn tộc bậc này chuyện trọng yếu hồn thiên nhất định sẽ ngay lập tức tự nói với mình cũng chính vì vậy mới để cho tần tinh bộc phát cảm thấy mê hoặc bất quá mê hoặc thì mê hoặc tần tinh lại nguyện ý đi tin tưởng tử vi đế thần cũng sẽ không là người xấu bởi vì hắn cứu hồn tinh bởi vì hắn từ đầu đến cuối mang theo mệnh tinh giới tu sĩ tại chống lại đến minh thu đang bảo vệ đến mệnh tinh giới có thể sự thật thật là như thế sao tần tinh sẽ không quên kia bồi bạn mình hai đời, phong ấn tử vi phân thân tử châu. Tinh giới to lớn, cơ hồ vô cùng vô tận, nó bên trong tồn tại sinh mệnh số lượng càng là không đếm xuể, mà tại đây chúng sinh nơi nơi bên trong, phong ấn tử vi phân thân tử châu, thật sự vừa vặn bởi vì là trùng hợp, rơi vào trong cơ thể mình. Tần tinh cũng không quên được mình ở chu tử phong thân mở mang kiến thức đến tử khí cùng tử mang, cùng mình đời này giác tỉnh ký ức sau đó nắm giữ cực khí tinh mang, hai người rất giống nhau. Cực khí tinh mang, Tuy rằng Tần Tinh cũng không xác định bọn họ là ai đưa cho mình, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, phải cùng Tử Châu có liên quan, cùng Tử Vi Đế Thần có liên quan. Khoảng cách Tử Vi Tinh có còn xa lắm không? Vừa lúc đó, một hồi tiếng nói chuyện chính là cách xa truyền vào Tần Tinh trong tai, cắt đứt Tần Tinh suy tư, đặc biệt là theo như lời nội dung, càng làm cho Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, đâm thủng tầng tầng xương ngủ dày đặc, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới chương 1646, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Tần tinh là vừa suy nghĩ đến vấn đề, một bên chẳng có mục đích tinh vẫn chi khư bên trong bốn phía du tẩu, tuy rằng hắn hẳn là rất muốn nếm thử đến đi tìm đến tinh vẫn lão nhân, tìm đến 16 thần tộc, nhưng mà hắn biết rõ vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Liền coi như bọn họ vẫn đợi ở chỗ này, có thể tinh vẫn chi khư diện tích vốn là cực lớn, tần tinh hôm nay thời gian cấp bách, căn bản không có khả năng tại đây hao phí quá nhiều thời gian, đi tìm bọn hắn. Nhưng mà hắn trăm triệu không có ngờ đến, mình ở trong lúc vô tình, vậy mà gặp phải mặt khác sinh mệnh, nghe được có người nói chuyện, hơn nữa trong lời nói còn nhắc tới Tử Vi tinh. Tử Vi tinh là Tử Vi đế thần chi tinh, là Tử Vi tinh giới chi tinh, là 16 thần tộc vây quanh chi tinh. Tuy rằng không ít người đều biết rõ, Tử Vi tinh cùng 16 thần tinh đều ở đây tinh vẫn chi khư bên trong, nhưng ngoại trừ Tần tinh ban đầu tại tinh vẫn lão nhân dưới sự trợ giúp, gặp được còn lại 16 ngôi sao ra, những người khác nhưng chưa từng thấy qua thậm chí coi như là tần tinh, cũng chưa từng thấy qua tử vi tinh. Tần tinh ánh mắt tại trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn tinh giảm khoảng cách, thấy được người nói chuyện, mà trong mắt hắn, vẫn là khi đã nhìn rõ những người này sau đó, bỗng nhiên bạo phát ra lấm liệt hàn ý. Nhóm người này số lượng có 9 cái, toàn bộ toàn thân áo đen, mỗi người tuy rằng đều đem hết khả năng thu liếm khí thức, nhưng mà tần tinh hồn lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn thấu bọn hắn tu vi. 9 người, toàn bộ đều là tinh thần chi cảnh, yếu nhất đều là ngũ vực, cao nhất là cửu vực đỉnh phong, nói riêng về cảnh giới, bọn hắn bất kỳ người nào đều so sánh tần tinh cao hơn. Tại đây tinh vẫn chi khư bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vốn là để cho người cực kỳ kinh ngạc sự tình, càng không cần phải nói, những cường giả này, vậy mà toàn bộ đều là. Minh Tu, có lẽ đổi thành những người khác, không nhất định có thể nhìn ra những người này là Minh Tu, bởi vì bọn hắn cùng sinh linh nhìn qua căn bản không có chút nào sự khác biệt, nhưng mà tần tinh đối với Minh Tu biết bao mẫn cảm, chín cái cường đại minh tu vậy mà xuất hiện ở mệnh tinh giới tinh vẫn chi khư bên trong hơn nữa trong miệng còn nói ra tử vi tinh danh tự cái này khiến tần tinh làm sao có thể đủ không khiếp sợ minh tu sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa vừa vặn là chín cái ngược lại là có thể lý giải nhất định là thông qua thủ hộ chi giới mà đến nhưng mà bọn hắn xuất hiện thì giữa là tại kết cục đại chiến sắp bắt đầu đêm trước hơn nữa vậy mà còn muốn đi tới tử vi tinh đây liền quá không bình thường rồi bọn hắn rốt cuộc có gì mục đích lại tại sao muốn đi tử vi tinh ngay tại tần tinh trầm tư đồng thời liền nghe được một người gầy nhỏ lão giả hướng về phía lúc trước câu hỏi minh tu khẽ quát một tiếng nói đừng lên tiếng nơi này cũng không phải là minh tinh giới nếu như bị người phát hiện chúng ta chúng ta bỏ mình chuyện nhỏ ảnh hưởng đại cục vậy thì chờ toàn bộ bị diệt tộc đi nói chuyện lúc trước chi nhân rụt cổ một cái tuy rằng trên mặt có chút vẻ xem thường nhưng mà lại cũng không dám nói gì nữa rồi hiển nhiên đây gầy nhỏ lão giả chính là đám này minh tu thủ lĩnh. Tiếp đó, lão giả lật tay một cái cổ tay, trong tay xuất hiện một món khác, mà nhìn thấy vật này, tần tinh cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại. Tuy rằng tại hình dáng trên có chút sai lệch, nhưng tần tinh chính là một cái là có thể nhìn ra, minh tu cầm trong tay cái vật kia, tương tự với định tinh bàn. Tinh vẫn chi khư bên trong không phân biệt phương hướng, chỉ có tinh mệnh sư bằng vào định tinh bàn, mới có thể tìm được phương hướng chính xác. Không khó nhìn ra, đám này Minh Tu rõ ràng đến có chuẩn bị. Nguyên bản Tần Tinh còn chuẩn bị xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, dùng siêu hồn đến xem bọn họ cuối cùng có mục đích gì, nhưng mà nghe được lão giả mà nói, và nhìn thấy trong tay đối phương định tinh bản sau đó, hắn lại thay đổi chủ ý. Bọn hắn rõ ràng là mang theo nhiệm vụ mà đến, mà cái gọi là đại cục, tất nhiên chỉ chính là kết cục chi chiến. Thậm chí, vì hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn đều đã làm xong chiếu chết chuẩn bị, hơn nữa không làm được nhiệm vụ, thậm chí ngay cả mỗi người thuộc quyền tộc đàn đều phải bị diệt, đây liền đủ để chứng minh nhiệm vụ bọn họ trọng yếu rồi. Nếu nhiệm vụ trọng yếu như vậy, bọn hắn cũng đều làm xong chết chuẩn bị, vậy bọn họ trong hồn, chỉ sợ cũng đã bị người động tay động chân, loại này vạn nhất thật bị mệnh tinh giới tinh tu phát hiện, cho nên cho dù là siêu hồn, hẳn cũng không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức. Vì vậy mà, Tần Tinh quyết định tạm không ra tay, liền cùng tại phía sau bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, vừa vặn cũng nhân cơ hội này Thuận tiện khôi phục một chút mình thể lực. Kia lão giả cầm đầu chẳng những là thủ lĩnh, hơn nữa cũng là một vị tinh mệnh sư, hoặc là minh mệnh sư, dựa vào trong tay mình định tinh bàn, chỉ huy rất nhiều minh tu, không ngừng tại đây tinh vẫn chi khư bên trong qua lại. Tuy rằng bọn hắn hành động đều là cực kỳ cẩn thận, sau đó cũng lại không có một người mở miệng nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cố ý nhiễu trên mấy vòng, nhưng mà bọn hắn căn bản không có phát hiện, từ đầu đến cuối ẩn núp đi theo phía sau bọn họ tần tinh. Chỉ là bọn hắn hành tàu tốc độ, thật sự là quá chậm, chậm đến tần tinh có đến vài lần cũng muốn âm thầm cho bọn hắn chỉ dẫn một cái phương hướng chính xác. Hôm nay tần tinh, căn bản không cần phải nữa dùng định tinh bàn, không cần thi triển tinh mệnh thuật, là có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong xác minh phương hướng. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được, liên loại này qua 7 ngày sau đó, tần tinh lại lại một lần nữa bị khiếp sợ đến, bởi vì đây chín cái minh tu, rốt cuộc lại đụng phải một nhóm minh tu, đồng dạng là 9 cái, đồng dạng yếu nhất đều là ngũ vực chi cảnh. Hai nhóm người gặp mặt, lẫn nhau hiển nhiên đều là biết được đối phương tồn tại, thậm chí ngay cả chú ý cũng không có đánh một tiếng, không giữ quy tắc cũng đến cùng một chỗ, 18 người, tiếp tục ở đây tinh vẫn chi khư bên trong tìm kiếm tử vi tinh tung tích. Ba ngày qua đi, bọn hắn lại đụng phải nhóm thứ ba Minh Tu. Lúc này tần tinh, tuy rằng không khiếp sợ đến đâu, nhưng là đối với bọn hắn mục đích, chính là mơ hồ có suy đoán. Hiển nhiên, Minh tinh giới đối với nhiệm vụ này cực kỳ coi trọng, cho nên lấy 9 người làm một tổ, không biết phái ra bao nhiêu tổ minh tu, chia tay tiến nhập mệnh tinh giới, tiến nhập tinh vẫn chi khư, tìm kiếm tử vi tinh. Kết cục đại chiến sắp bắt đầu, nhiều minh tu như vậy cường giả không đi thông minh chi lộ kia tụ họp, chuẩn bị tấn công giới bích, ngược lại mà đi tới đây hoang tàn vắng vẻ tinh vẫn chi khư, khả năng lớn nhất. Chính là bọn hắn muốn thông qua tinh vẫn chi khư, xuất lĩnh minh tu đại quân, tiến nhập mệnh tinh giới. Minh tu đại quân, vừa có khả năng chia binh hai đường, một đường đi tới thông minh chi lộ, một đường tới đây tinh vẫn chi khư, cũng có khả năng thông minh chi lộ kia tụ họp minh tu chẳng qua chỉ là cờ hiệu, chỉ là vì hấp dẫn mệnh giới tinh tu sự chú ý, còn chân chính chủ lực, lại toàn bộ đều tập trung ở đây tinh vẫn chi khư. Vào giờ phút này, mệnh tinh giới bên trong tinh tu, tin tưởng phần lớn đều đã đi tới thông minh chi lộ, đi tới bất diệt tinh vực, chuẩn bị nghênh đón kết cục chi chiến đến nơi. Tuy rằng thông minh chi lộ cũng không phải vô cùng kiên cố, nhưng mà ngũ thần chi phong cùng giới bích tồn tại, đặc biệt là sớm nên phải tụ họp tại bất diệt tinh vực mệnh giới tu sĩ, vẫn sẽ cho minh tu mang theo không nhỏ trợ lực cùng thương vong. Nhưng nếu mà lượng lớn minh tu, lặng yên không một tiếng động thông qua tinh vẫn chi khư đã tiến vào mệnh tinh giới, hơn nữa thừa dịp phần lớn tinh vực đều cơ hồ người đã đi lầu chống cơ hội thật tốt, một đường tấn công đánh tới, mãi đến cuối cùng từ phía sau, ngược lại đem bất diệt tinh vực bao vây, hoặc là cùng thông minh chi lộ ra minh tu, trong ứng ngoài hợp, hai phương đánh từ hai mặt mà nói. Mệnh tinh giới, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Chương 1647, Tất tử chi tâm. Tần Tinh tại đây tinh vẫn chi khư bên trong đã đợi nửa tháng thời gian, tuy rằng hắn trạng thái đã khôi phục được đỉnh phong, thậm chí so với tại Minh tinh giới thì còn hơi có đề thăng, nhưng mà hắn sắc mặt chính là càng ngày càng âm trầm. Bởi vì hắn đi theo đám này minh tu số lượng đã không còn là 9 cái, mà là đạt tới 45 cái. Hơn 40 ngày trong thời gian, lại có 5 tổ minh tu hội hợp đến cùng một chỗ. Liền coi như bọn họ không có bất kỳ nhiệm vụ, bằng vào bọn hắn đám người này thực lực cường đại, cũng đủ để tùy tiện càn quét mệnh tinh giới bên trong bất kỳ tinh vực rồi, nhưng bọn họ vẫn còn có nhiệm vụ trên người. Tự nhiên, điều này cũng làm cho tần tinh càng thêm có thể khẳng định, suy đoán của bản thân hẳn đúng là thật, minh tu liền là muốn thông qua tinh vẫn chi khư, tiến nhập mệnh tinh giới. Tuy rằng còn không biết bọn hắn rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp, đánh vỡ thủ hộ chi giới giới hạn, nhưng điều này cũng làm cho tần tinh căn bản không dám rời đi bọn hắn nửa bước. Nguyên bản tần tinh còn muốn để cho mình một cái phân thân, đi trước chạy tới bất diệt tinh vực, đem tại đây sự tình thông báo những người khác, nhưng lại lo lắng cho mình vạn nhất suy đoán sai lầm, vậy mình có thể tự là vạn cổ tội nhân. Huống chi, coi như mình suy đoán là thật, khiến người khác biết được chuyện này, cũng đối với bọn họ có hại vô ích, ít nhất sẽ ảnh hưởng cực lớn bọn hắn sĩ khí. Vì vậy mà, tần tinh cuối cùng vẫn quyết định, mặc kệ thật hay giả, đều không thể đem tại đây sự tình lan truyền ra ngoài, có lẽ mình có khả năng ngăn cản Minh Tu âm mưu. Thậm chí lùi một vạn bước nói, coi như để cho Minh Tu thành công tiến vào tại đây, cùng lắm thì, mình phòng thủ đây tinh vẫn chi khư liền được. Lúc trước tần tinh cũng là cùng thiết thất và người khác, giữ được thông minh chi lộ, ngăn cản Minh Tu 100 vạn đại quân, mà bây giờ hắn, chẳng những thực lực đại tăng, huống chi trong tay có ba kiện hoang bảo, và hai vị giới chủ tu tương trợ, cho nên, hắn tin tưởng chính mình, cũng có thể phòng thủ. Trừ phi, đến, là minh tinh giới chủ lực, lúc đó giữa lại nửa tháng trôi qua sau đó, tần tinh rốt cuộc thấy được một khỏa trơ trọi tinh thần. Nó thể tích to lớn, vượt qua tần tinh đến tận bây giờ nhìn thấy qua toàn bộ tinh thần. Tuy rằng chọn khỏa tinh thần ảm đạm vô quang, giống như vật chết, nhưng mà tinh thần bên trong chính là tràn ngập vô số đạo tử khí, và bên trên tản mát ra nồng động uy áp, để cho tần tinh đều có chủng không thở nổi cảm giác. Bình tĩnh nhìn chăm chú khỏa tinh thần này, Tần tinh trong lòng càng là tự nhiên dâng lên một cổ tôn sùng, một cổ kính ngưỡng, thậm chí mơ hồ đều có muốn đối quỷ bái kích động. Là cái này, tử vi tinh, thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, tử vi tinh không thể động. Tử vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Khoảnh này từ xưa tới nay chưa từng động tới tử vi tinh, đột nhiên tại một ngày nào đó biến mất, đi tới đây tinh vẫn chi khư. Với tư cách tử vi tinh giới đế tinh, tử vi tinh đối với tử vi tinh giới sinh mệnh lại nói, chính là vô thượng thánh địa, là thần thánh không thể xâm phạm ý chí. Đừng nói tần tinh rồi, trước mắt những minh tu này, đang nhìn đến tử vi tinh sau đó, cũng đều là đồng thời lâm vào một loại trạng thái đờ đẫn bên trong, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy tử vi tinh uy nghiêm và lẫm nhiên. Một nửa ngày sau, tên kia gầy nhỏ lão giả mới nhất trước hồi lại thần đến, hít một hơi thật sâu nói, chư vị, chính là nó. Nghe được câu này, tần tinh ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, trong cơ thể tinh khí càng là điên cuồng dâng trào, Gắt gao nhìn chằm chằm đám này Minh Tu. Hai tháng, Tần Tinh đã sớm vô số lần muốn xuất thủ giải quyết đám này Minh Tu, nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối không có biết rõ bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì, coi như đưa bọn họ đổ sát tất cả, sợ rằng Minh Tinh giới cũng vẫn sẽ tiếp tục liên tục không ngừng phái người qua đây, cho nên hắn một mực kiềm chế đến hôm nay. Hôm nay, bọn hắn muốn tìm Tử Vi Tinh đã tìm được, tiếp theo, bọn hắn mặc kệ muốn làm gì, đều nhất định phải có hành động rồi, mà một khi biết được bọn hắn cách làm sau đó, chờ đợi bọn hắn, liền chính là tần tinh lôi đình nhất thích. Một đòn, muốn tiêu diệt đây 45 vị yếu nhất đều là ngũ vực minh tinh thần. Nguyên bản chống rỗng bất diệt tinh vực, hôm nay chính là tụ tập vượt qua 10 vạn tinh thu, dẫn đến toàn bộ tinh không bầu không khí đều là vô cùng ngưng trọng, vốn cũng không nhiều sao tức giận giống như toàn bộ đống kết một dạng, càng có một cổ chưa từng có chiến ý cường đại, đem chọn cái tinh vực bao phủ. Tại thông minh chi lộ bốn phía, ngoại trừ ban đầu hãng minh sinh bố trí ra tòa kia tinh trận ra, bất ngờ lại nhiều hơn một tòa từ 1009 100 viên tràn đầy sinh cơ bừng bừng tinh thần tạo thành càng thật lớn tinh trận. Đây 1009 trăm 100 khỏa tinh thần phía trên, càng là có một người khoanh chân mà ngồi, trên thân tản mát ra khí tức dao động, đại biểu bọn hắn, yếu nhất đều là tinh hoàng chi cảnh. Cả tòa tinh trận chính giữa một khỏa tinh thần phía trên, ngồi xếp bằng là một cái hợp ý khởi cực kỳ phổ thông lão giả, trên mặt hiện đầy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, hai mắt khép hờ, sắc mặt yên ổn, hai tay đặt ở trên đầu gối của mình, thế cho nên có thể rõ ràng nhìn thấy, tay phải của hắn chỉ có bốn cái đầu ngón tay, thiếu một cái ngón trỏ. Tuy rằng trên người lão giả không có một chút khí thức tỏa ra, nhưng mà không khó nhìn ra, dưới người hắn tinh thần, chính là tòa này tinh trận trận nhãn, mà hắn, chính là tòa này tinh trận chủ khống giả. Mà tại lão giả dưới thân tinh thần bên trong, có đến ngàn tên tinh tu, đều ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú vị lão giả này, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ kích động cùng vẻ sùng kính, thậm chí còn có nhân khẩu trong không ngừng không tiếng động kêu hai chữ. Lão tổ, về phần 10 vạn tinh tu, chính là chia tay đặt mình trong tại cái tinh thần khác bên trong, vào giờ phút này, không phải là thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú, kia treo ở trên đỉnh đầu bọn họ mới cái kia thông minh chi lộ. Mà tại thông minh chi lộ nội bộ, tuy rằng chỉ có vẻn vẹn gần trăm tên tinh tu, nhưng mà tuyệt đại đa số đều là tinh thần chi cảnh, lẫn nhau ánh mắt, chính là nhìn chăm chú cuối đường đầu địa phương tòa kia cao to giới bích. Giới bích bên trên, ngũ thần chi phong vẫn tồn tại, phong thiên tinh thần chu trí đại, cũng vẫn khoanh chân ngồi ở phong ấn chính giữa, ánh mắt xuyên qua phong ấn, xuyên qua giới bích, xuyên qua giới bích ra cái nhìn kia đều không thấy được phần cuối tựa như vô cùng vô tận minh linh minh tu, nhìn về phía minh tinh giới sâu bên trong. Bất kể là đối với Minh Tu, vẫn là Tinh Tu lại nói, đa số người cũng không biết Chu Chí Đại đang nhìn cái gì, chỉ có số ít vài người lòng biết rõ. Đặc biệt là tại Minh Tu đội ngũ góc đông nam trên, một người nam tử trẻ tuổi nhìn đến Chu Chí Đại ánh mắt, trong lòng lại lần nữa thở dài nói, sư phụ, lần này hắn chỉ sợ sẽ không lại xuất hiện rồi, bởi vì, hắn ở lại viễn cổ mộng giới. Bất diệt tinh vực ra, cũng chính là tòa kia già thiên đại trận ra, đồng dạng tụ tập vô số lượng lớn tinh tu, ánh mắt bọn họ xuyên qua già thiên đại trận, cũng không có nhìn về phía thông minh chi lộ, mà là nhìn về phía kia 1009 trăm khỏa tinh thần, nhìn về phía kia 10 vạn tinh tu. Trên mặt bọn họ, bộc lộ ra ngoài cũng không phải là kiên định cùng nghiêm túc, mà là thâm sâu bi ai cùng không buông bỏ, bởi vì nơi đó có bọn hắn đồng bọn, có bọn hắn thân nhân, có bọn hắn đồng môn. Bởi vì đây vượt qua 10 vạn tinh tu, là ôm lấy tất tử chi tâm, là muốn lấy bản thân tính mạng, bản thân tu vi và bản thân chi hồn, mang theo kia 1900 khỏa tinh thần, đi cắt giảm minh tu số lượng. Bọn hắn tại bước vào bất diệt tinh vực một khắc kia trở đi, liền đã chú định có đi mà không có về. Hết thảy những thứ này đều tỏ rõ, mệnh minh hai giới kết cục chi chiến, sắp mở màn. Chương 1648, Bách hồn hư chuyển. Đối với bất diệt bên trong tinh vực tình huống, tần tinh chút nào không biết, hôm nay hắn toàn bộ sự chú ý, đều tập trung ở trước mắt đây 45 cái minh tu trên thân. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, đám này minh tu rốt cuộc bắt đầu hành động, liền thấy bọn hắn từng cái từng cái thân hình chấp động, từ không cùng vị trí bay hướng khỏa kia to lớn tử vi tinh. Tử vi tinh tuy rằng đã là một khỏa tử tinh, nhưng mà bên trên vẫn có đến uy áp mạnh mẽ tỏa ra, cho nên những minh tu này tốc độ tiến tới đều là cực kỳ chậm chậm, bước chân duy gian, bất quá ngắn ngủi mấy ngàn trượng khoảng cách, cơ hồ hao phí gần nửa giờ, mới có hai tên cửu vực minh tu miễn cưỡng đẩy tới tử vi tinh trăm trượng bên trong, dừng lại thân hình, cơ thể hơi run rẩy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, liền lại bước ra một bước đều không có khả năng. Đột nhiên, rầm 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 liên tục ba tiếng nổ tung vang dội, ba cái thực lực yếu hơn minh tu, bởi vì cũng không còn cách nào tiếp nhận kia tử vi tinh huy áp, thân thể lại bị trực tiếp chen trúc nổ ra, hóa thành mấy đạo khí thể màu đen, cũng tương tự bị áp lực nghiền thành ngư vô. Đối với ba vị này đồng bọn ngoài ý muốn bỏ mình, cái khác minh tu chính là liền phản ứng chút nào cũng không có, tựa như cùng không nghe được không nhìn thấy một dạng, từng cái từng cái chỉ là hết sức chăm chú nhìn chăm chú mình tử vi tinh, tiếp tục cắn chặt hàm giang gian nan đi tới. Từ đầu đến cuối vững vàng nhìn bọn hắn chằm chằm tần tinh, nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong đầu càng là đầu óc mơ hồ, không biết những minh tu này rốt cuộc muốn làm gì, vì sao ngay cả mạng cũng không muốn cũng muốn xông vào đây tử vi tinh chẳng lẽ nói đây tử vi tinh trên có to lớn gì bảo tàng sao dầm dầm tại tần tinh trong suy tư lại có hai cái minh thu thân thể ầm ầm nổ tung mà bọn hắn đồng bọn tuy rằng vẫn không có phản ứng chút nào nhưng lại có trên mặt mấy người lóe lên một vẻ bi ai không đúng đây thoáng qua bi ai chi sắc cũng không có khả năng lừa gạt được tần tinh ánh mắt cũng để cho tâm hắn bất thình lình giật mình bọn hắn rõ ràng chính là vì tìm chết mà đến Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ bọn họ cùng mục đích chính là muốn để cho mình tử địa mới, làm hết sức cách tử vi tinh gần một chút. Không thể lại tiếp tục chờ đợi, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ta phải ngăn cản, cho dù là bọn họ muốn chết, cũng không được. Cứ việc tần tinh trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà hôm nay cũng không dám lại tiếp tục thả đảm nhiệm những minh tu này, cho nên thân hình hắn như điện, mạnh mẽ về phía kia còn sống 40 minh tu vào tới. Đây vọt một cái, tần tinh lập tức cảm thấy tử vi tinh tản mát ra to lớn uy áp, quả nhiên cường đại đến cực hạn, cũng để cho trong lòng của hắn không thể không cảm thán. Một khỏa đã tử vong tinh thần đều có sẵn kinh khủng như vậy sức phòng ngự, vậy năm đó nó thời điểm sống sót, càng là không biết cường đại thế nào. Mà nó, chỉ là tử vi đế thần cư trú tinh thần, kia thân là kỳ chủ tử vi đế thần tu vi, lại nên cường đại đến ra sao trình độ. Mặc dù nói tử vi đế thần phải cùng minh tôn nhóm một dạng, đồng dạng thuộc về sáng giới tinh thần, thuộc về giới chủ tu, nhưng mà khoảng cách với nhau thực lực chênh lệch to lớn, lại như cũng có đến thiên địa phân chia Ít nhất tần tinh có thể khẳng định Bị mình giết chết thập nhất minh tôn Cùng tử vi đế thần so sánh Căn bản không có chút nào khả năng so sánh Dầm 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 Tần tinh một bước một cái giấu chân Không ngừng tại tinh không bên trong bước Mà mỗi một bước rơi xuống Đều sẽ đưa tới tiếng nổ rất lớn Chấn động được tinh không đều đang khẽ run Tuy rằng tần tinh cũng bị tử vi tinh uy áp ảnh hưởng Tốc độ là có chút chậm Nhưng so với những cái kia minh tu đến chính là nhanh quá nhiều ầm um, Đặc biệt là khi lại có một cái minh tu thân thể nổ tung sau đó, tần tinh trong miệng càng là phát ra một tiếng âm u gào rú, trên mặt hắn cùng phơi bày tại quần áo ra trên da, nhất thời tràn ra vô số đạo màu đen đường vân. Nhục thân hồn văn, nhục thân hồn văn xuất hiện, đại biểu tần tinh nhục thân chi lực đã phát huy đến cực hạn, thế cho nên tại thân thể của hắn bốn phía, đều mơ hồ có thể thấy không gian hiện ra vặn vẹo thái độ, tựa hồ không cách nào chống lại hắn nhục thân một dạng, cũng để cho hắn đi về phía trước tốc độ cũng theo đó tăng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp hai cái minh tu, vung tay áo một cái, liền đem hai người này bọc lại, trực tiếp ném vào mình trong hồn. Nhưng mà, hắn nhưng cũng phát hiện, mặc dù mình xuất hiện cùng cử động, đã bị không ít minh tu phát hiện, nhưng mà bọn hắn rốt cuộc vẫn thì làm như không thấy một dạng, thậm chí có mấy cái trên mặt còn mơ hồ lộ ra sắc mặt cười trào phúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa không sợ chết, cũng không sợ ta đưa bọn họ bắt lấy, vậy bọn họ sợ cái gì? Tùy ý tần tinh đa trí gần như yêu vào giờ phút này lại cũng nghĩ không ra cái vấn đề này câu trả lời, mà hắn cũng không đoái hoài tới suy tư, chỉ có thể tận lực tăng thêm tốc độ, tiếp tục ngăn cản những minh tu này tử vong, đưa bọn họ từng bước từng bước toàn bộ bắt lấy. Minh tinh giới bên trong, một chỗ đen nhèm tinh không bên trong, đứng lẳng lặng đến 10 vạn thân ảnh, vừa có nhân loại, cũng có thú loại, thả mắt nhìn đến, chẳng chịt. Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mà đám này thân ảnh lại không hề có một chút âm thanh phát ra, mỗi người đều trầm mặc không nói, thậm chí liền liền những thú dữ kia cũng đều là gắt gao ngậm miệng. Nhưng mà, trên mặt bọn họ chính là tản ra mãnh liệt chiến ý, trong mắt bọn họ lập lòe màu máu hưng phấn quang mang. Mà tại bọn hắn phía trước nhất, khoanh chân ngồi một lão già, cặp mắt khép hờ, giữa chân mày có đến một cái cổ quái ấn ký, bắn ra một đạo sợi tơ, phân làm 99 cổ, liên tiếp vần quanh trôi nổi tại hắn quanh người, 99 khối ngọc giản. Bỗng nhiên, bát 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 ba tiếng vang lên giòn giã chuyển đến, phá vỡ tại đây yên tĩnh, cũng để cho rất nhiều thân ảnh trong mắt quang mang nổi lên đồng thời, trên thân thể toàn bộ đều có khí thức cường đại phóng ra. Theo tiếng nhìn đến, vang lên giòn giã chính là đến từ lão giả quanh người ngọc giản, có ba khối ngọc giản nổ tung, bên trong mỗi người bắn ra một đạo sợi tơ, tựa hồ là vô tận chi trường, hướng về lão giả phía trước, tinh không phần cuối hư vô kéo dài mà đi. Đối với ngọc giản tan vỡ, lão giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, mãi đến tổng cộng có 9 khối ngọc giản nổ tung, dọc theo rồi cửu đạo sợi tơ, hơn nữa tại một vị trí nào đó lẫn nhau đồng thời xuất hiện, tạo thành một cái giao điểm sau đó, lão giả mới đột nhiên mở mắt, hơn nữa đưa tay chỉ một cái, chút hướng cái kia giao điểm. Tần tinh đã đem toàn bộ thực lực không giữ lại chút nào tản ra, chống lại đến tử vi tinh huy áp đồng thời, mau sớm bắt đến những cái kia minh tu, nhưng dù cho như thế, vẫn có minh tu đang không ngừng bị huy áp chen chúc nổ. Khi tử vong minh tu số lượng đạt đến 9 cái thời điểm, một hồi to lớn tiếng nổ đột nhiên vang dội, khoảng sợ tần tinh vội vã quay đầu, theo tiếng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới khoảng cách từ vi tinh đại khái vạn trường khoảng một phiến tinh không bỗng nhiên phát ra chấn động dữ dội lay động bắt đầu hiện ra từng đường vết nứt tựa hồ vùng này đang bị vô hình nào đó lực lượng nơi công kích không đợi tần tinh hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì lại có một đạo to lớn tiếng nổ vang dội mà lần này âm thanh truyền đến là một hướng khác nhưng mà tình hình lại là đồng dạng đều là chấn động phía dưới có vết nứt xuất hiện tần tinh trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt trong mắt chợt lóe sáng, phất ống tay áo một cái, hai cái thân ảnh từ trong cơ thể bay ra, chia tay bay hướng kia hai nơi xuất hiện vết nứt khu vực, chính là tôn tứ cùng sở dạ thương. Hai vị, không tiếc bất cứ giá nào, tu bổ kẽ hở này. Vừa nói, bản thân tần tinh cũng lần nữa tăng nhanh tốc độ, tiếp tục bắt kia còn lại minh tu. Xong khi sở giả thương ánh mắt quét qua bốn phía, nhìn thấy tử vi tinh, nhìn thấy những cái kia minh tu, nhìn thấy kia hai nơi vết nứt thời điểm, sắc mặt chính là đột nhiên đại biến nói, đây là đệ nhị minh tôn Bách Hồn hư chuyển chi thuật, hỏng rồi, Tần Tinh, bọn hắn muốn từ nơi này tiến nhập mệnh tinh giới. Chương 1649, phần hồn chi tạo. Đệ nhị minh tôn còn cần muốn thời gian bao lâu? Minh tinh giới bên trong đen nhánh kia tinh không bên trong, bỗng nhiên có đến một cái lạnh lùng âm thanh vang dội. Vị kia tại đám đông nhiều thân ảnh phía trước nhất, từ đầu đến cuối lão giả ngồi xếp bằng nghe được âm thanh, không kinh ngạc chút nào, nhàn nhạt nói, ít nhất 27 hồn mới có thể hoàn thành hư chuyển, hôm nay còn kém 18 hồn. Vị lão giả này, hiển nhiên chính là thập tam minh tôn trong đệ nhị minh tôn, mà tại hắn vừa nói, lại có ba khối ngọc giản nổ tung, mơ hồ bắn ra ba cái sợi tơ, đan chéo cùng hư vô bên trong. Đệ nhị minh tôn, trận chiến này nếu thành, ngươi làm chiếm công đầu. Đối với lạnh lùng âm thanh khen ngợi, đệ nhị minh tôn chỉ là lộ ra một nụ cười lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Mà lạnh mạc âm thanh hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp, chư vị, các người cũng là không thể bỏ qua công lao. Hy vọng các người nhớ kỹ một điểm, ngoại trừ hoàn thành các người nhiệm vụ ra, những chuyện khác, bản tòa có thể không thêm để ý tới, nhưng nếu mà nhìn thấy cái tần tinh kia, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đánh chết. Kia 10 vạn thân ảnh nhất thời trăm miệng một lời, cần tuân đệ nhất minh tôn lệnh dụ. Được, trận chiến này liền giao cho đệ nhị minh tôn. Thứ chín minh tôn, thập tam minh tôn, còn có tà minh hoang chủ từ bên cạnh hiệp trợ. Bản tỏa, chờ các ngươi chiến thắng trở về trở về. Hướng theo đệ nhất minh tôn dứt tiếng, trong hư không ba phương hướng phân đừng xuất hiện rồi ba bóng người, hai nam một nữ, nếu mà tần tinh ở đây, là có thể nhận ra trong đó kia người tướng mạo vô cùng tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi, chính là thập tam minh tôn từng sóng. Một cái khác nam tử, tướng mạo thô kịch giữa chân mày có đến một khóa con mắt màu đen, mặc dù đại đa số thời điểm đóng chặt, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ hơi mở ra, mở ra trước mắt, trong ánh mắt sẽ bắn ra vô số đạo vô hình quỷ bí chi khí, bao phủ tại bốn phương tám hướng. Tà Minh hoang tộc chi chủ, thương tà, đứng tại giữa hai người là duy nhất nữ tử, trên mặt bao phủ một tầng xương mù màu đen, mặc dù cũng không nồng nặc, nhưng lại vừa vặn che ở nàng dung nhan, nhưng mà hiển lộ tại bên ngoài thân thể chính là có lồi có lõm, dịu dàng hết sức. Thứ chín Minh Tôn, lúc này, đệ nhị Minh Tôn quanh người ngọc giản nổ tung số lượng đã đạt đến 16 cái, mà hắn cũng trầm giọng mở miệng nói, chư vị, nhất định phải nhớ, trận chiến này mục đích cũng không phải là giết người đoạt bảo, mà là phải mượn chư vị chi lực, mở ra một đầu thông mệnh chi đường. Đương nhiên, nếu mà gặp được mệnh giới tiện tu, cũng không cần hạ thủ lưu tình, cứ yên tâm chém giết, cần phải để bọn hắn biết rõ, ai mới là cái thế giới này chủ nhân chân chính. Về phần các người đánh chết mệnh tu sau đó lấy được tất cả, cũng không cần nộp lên, đều do người nhóm mỗi người nắm giữ. Vâng, hiển nhiên, đệ nhị minh tôn câu nói này, thâm đắc nhân tâm, đưa đến 10 vạn này minh tu hung thú phát ra âm thanh, vượt qua xa vừa mới bọn hắn đối với đệ nhất minh tôn đáp ứng. Đệ nhị minh tôn khẽ mỉm cười nói, được rồi, mọi người mỗi người tiến hành chuẩn bị cuối cùng đi, mặt khác cũng không cần khẩn trương, buông lỏng một chút, trận chiến này, đừng nhìn ta nhóm ít người, nhưng mà chư vị đều là các tộc chân chính tinh nhuệ, chúng ta nhất định hoàn toàn thắng lợi. Vào giờ phút này, tại đây đen nhèm khu vực bên trong, tụ tập minh tu số lượng, nếu mà cùng thông minh chi lộ trước tụ tập minh tu so sánh, kém đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng đúng như đệ nhị minh tôn từng nói, tại đây đã tụ tập ba vị minh tôn, một vị hoang chủ, lại thêm 10 vạn các tộc tinh nhuệ, đây chiến lực, thông thiên. Tại đệ nhị minh tôn dứt tiếng sau đó, mọi người cũng thật buông lỏng xuống, thậm chí khoảng cách với nhau cũng không nhịn được bắt đầu nghị luận ầm ỉ. Ha ha, có cái gì thật khẩn trương, mệnh tinh giới những sinh linh kia, sớm chết rồi. Đâu chỉ đáng chết, ta nghe nói, nếu là không có mệnh tinh giới, không có sinh linh, cũng liền không cần lại đi duy trì cái gì thăng bằng, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể mang toàn bộ sinh linh nô dịch, hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ. Nếu mà không phải cái chó má gì ngũ thần chi phong, chó đẻ dưới bích, chúng ta sớm đã đem bọn hắn triệt để tóm thâu, nơi nào sẽ để bọn hắn thoi thóp thời gian dài như vậy. Đúng vậy, chỉ cần mở ra đây thông mệnh chi đường, vậy chúng ta minh tu liền có thể đánh thẳng một mạch, cho dù dựa vào số lượng, cũng có thể tùy tiện san bằng mệnh tinh giới. Đối với rất nhiều minh tu nghị luận, thứ 9 minh tôn không thấy rõ phản ứng, nhưng mà từng sóng cùng thương tà trên mặt, nhưng đều là lộ ra điên cuồng sát ý. Đặc biệt là từng sóng, sát ý bao phủ phía dưới, để cho hắn tấm kia tuấn mỹ mặt đều có vẻ có chút vặn vẹo, nhìn qua vô cùng dữ tợn, mà đệ nhị minh tôn nhìn đến quanh người đã bể nát 24 khối ngọc giản sau đó, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, thập tam, ngươi muốn làm gì, ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà nếu mà hư chuyển thất bại, ngươi hẳn biết hậu quả. Từng sóng lạnh lùng nói, yên tâm, ta phân rõ chủ yếu. Huống chi, Tần tinh coi như ly khai, khẳng định cũng là đi trước thông minh chi lộ, không có khả năng tại đây tinh vẫn chi khư bên trong, ít nhất lần này, ta là chạm không lên hắn. Bát bát bát, tựa ngay lúc này, đột nhiên lại là ba tiếng nổ vang truyền ra, lại có ba khối ngọc giản nổ tung, cửu đạo sợi tơ giao hội phía dưới, hội tụ thành một cái giao điểm, đệ nhị minh tôn trong mắt hàn quang tăng vọt, đưa ra một chỉ, chút hướng về phía kia một chút đồng thời, bỗng nhiên lên giọng nói, chư vị, các người chuẩn bị xong chưa? 10 vạn minh tu giống to lên, chuẩn bị xong, đệ nhị minh tôn thân hình trong lúc bất chợt trở nên hư ảo, tựa như hóa thành mặt nước, phản xạ ra từng đạo sóng gợn, nhẹ nhàng nói, bách hồn, hư chuyển. Cái gì là bách hồn hư chuyển? Tần tinh chưa thấy qua đệ nhị minh tôn, cũng chưa nghe nói qua bách hồn hư chuyển chi thuật, nhưng mà sở dạ thương câu nói sau cùng, chính là cùng mình suy đoán không hẹn mà hợp, minh tu quả nhiên muốn từ tinh vẫn chi khư, tiến nhập mệnh tinh giới. Người cũng không biết bách hồn hư chuyển. Sở dạ thương kỳ quái nhìn thoáng qua tần tinh nói, chính là các người tạo hồn tộc phần hồn chi tạo A. Tần tinh trong đầu nhất thời xuất hiện liên quan tới phần hồn chi tạo công pháp. Phần hồn chi tạo, chính là đem bản thân hồn chia ra vô số, tuy rằng loại này chia ra đến hồn, cũng không có cùng bản tôn tương đồng tu vi, cũng không thể tu luyện thành phần thân, nhưng lại có thể dựa vào những này chia ra chi hồn, thì triển ra một ít đặc biệt hồn kỹ. Bất quá, phần hồn chi tạo nhất tác dụng trọng yếu, cũng không phải diễn hóa mà ra hồn kỹ, mà là chia ra đến hồn, có thể bị đương đương làm một chủng công cụ, tiến nhập những sinh linh khác trong hồn, thậm chí thay vào đó. Cái này khiến Tần Tinh bất thình lình nghĩ tới, mình ban đầu từ hồn nô trong tay thu được đoạt hồn chi thuật thời điểm, hồn nô nói qua, đoạt hồn thuật nếu mà phối hợp tạo hồn tộc một loại nào đó tạo hóa đến thi triển, diệu dụng như vậy vô cùng, có thể nói nghịch thiên cũng không quá đáng. Hiện tại Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, đây đoạt hồn chi thuật chính là phối hợp phần hồn chi tạo tu luyện. Phần hồn chi tạo nếu nắm giữ lớn như vậy uy lực, muốn thu được độ khó tự nhiên cũng là cực lớn, 18 tạo hóa trong hàng thứ hai, hơn nữa coi như thu được, nghe nói có thể chia ra hồn số lượng, cũng có giới hạn, tối đa chỉ có thể đạt đến 999 cái, không cách nào vượt quá. Mà phần hồn chi tạo, nhưng cũng để cho Tần Tinh nhớ lại mình ban đầu bất diệt tinh hồn, cũng ngay tại lúc này đã thu được tự do minh linh phân thân. Nguyên lai, like, bản thân cũng đồng dạng cũng sớm đã có được tạo hồn tộc đây một tạo hóa. Cái gọi là bách hồn hư chuyển, chính là hy sinh 99 cái chia ra chi hồn, lấy 9 cái làm một tổ, tiến nhập sinh mệnh khác trong hồn, ở đối phương tử vong thời khắc, những này chia ra chi hồn sẽ lặng lẽ tuôn trào, vô sắc vô hình ngưng tụ lại cùng nhau. Chỉ cần có 3 tổ, cũng chính là 27 chia ra chi hồn thành công ngưng tụ, thì có thể làm cho mình bản tôn chi hồn, mặc kệ không gian khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, thay thế đây chia ra chi hồn, từ hư chuyển thật sự, Tần tinh khẽ nhíu mày nói, ý ngươi là nói, đệ nhị minh tôn bản tôn sẽ xuất hiện ở nơi này. Không, không phải bản tôn. Sở dạ thương ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm nơi không xa xuất hiện nơi thứ ba hiện đầy vết nứt khu vực nói, thật giống như, thật giống như đồ gì khác. Trường 1650, tuyệt hảo chi lộ. Ông ông ông, ba chỗ phủ đầy vết nứt tinh không, đột nhiên bắt đầu tan vỡ, mà từ tan vỡ trong khe hở, vậy mà xuyên thấu qua đến từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang. Thủ hộ chi giới, nhìn thấy đây màu sắc rực rỡ quang mang, tần tinh cùng sở giả thương trong miệng, cơ hồ đồng thời phun ra bốn chữ này. Phải, tại đây ba chỗ tinh không bên trong, tựa hồ mở ra ba cái thủ hộ chi giới cửa vào. Cùng lúc đó, tại minh tinh giới đệ nhị minh tôn trước người, mỗi chín khối ngọc giản vỡ vụn sau đó bắn ra sợi tơ giao hội địa phương, cũng nổi lên ba cái vòng xoáy, bên trong lộ ra đồng dạng đủ mọi màu sắc quang mang. Chư vị, vào đi thôi. Tại đệ nhị minh tôn kia tràn đầy âm thanh yếu ớt bên trong, từng sóng, thứ chín minh tôn cùng thương tà ba người mỗi người hóa thành một vệt sáng, mà kia mười vạn minh tu hung thú, cũng phân là thành ba cổ, đi theo ở ba người sau lưng, chia tay xông vào ba cái vòng xoáy. Đệ nhị minh tôn lấy bách hồn hư chuyển chi thuật, hư chuyển cũng không phải là chính hắn bản tôn, mà là thủ hộ chi giới cửa vào. Một khắc này, tần tinh tuy rằng biết rõ hiện tại không quản lý mình làm gì đều đã muộn, nhưng hắn còn là đang cắn răng phía dưới, tạm thời bỏ qua cho cái khác minh tu, một bước bước đến một chỗ cửa vào, Ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, mạnh mẽ một quyền đập xuống. Hắn muốn đem cửa vào này đập bể. Sở Dạ Thương chính là trầm giọng mở miệng nói, "Vô dụng, cửa vào này căn bản là hư huyễn, bất luận ngoại lực gì đều không cách nào đem phá hủy." Nói cách khác, hiện tại, bất luận người nào đều không cách nào ngăn trở Minh Tu từ nơi này tiến nhập mệnh tinh giới rồi. Quả nhiên, tần tinh lực lượng tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng, thậm chí ngay cả một tia sóng gợn đều không thể khuấy động mà ra. Tuy rằng tần tinh cho đến bây giờ vẫn là không nghĩ ra đệ nhị minh tôn đến tột cùng là làm được như thế nào, hư chuyển rồi đây thủ hộ chi giới cửa vào, nhưng mà, hắn lại đem nơi có trách nhiệm, tất cả đều quy tội tại trên người mình. Nếu mà không là bởi vì chính mình hiếu kỳ, không phải là muốn nhìn một chút những minh tu này đang làm gì, nếu như mình tại phát hiện bọn hắn đồng thời, liền ngay lập tức sẽ đưa bọn họ đánh chết, mà không phải một đường đi theo đám bọn hắn đi tới tử vi tinh phụ cận, như vậy, liền sẽ không xuất hiện hôm nay tình huống. Kỳ thực, Tần Tinh cũng biết, coi như hắn lúc ấy đưa bọn họ giết chết toàn bộ, bách hồn hư chuyển chi thuật vẫn sẽ tạo tác dụng, đây thủ hộ chi giới cửa vào vẫn sẽ mở ra. Tần Tinh phát hiện đây 45 cái minh tu, vốn là vì cầu chết mà đến, mình giết bọn hắn, ngược lại là trợ giúp bọn hắn. Huống chi, nếu là bách hồn hư chuyển, như vậy nói cách khác, tiến nhập mệnh tinh giới minh tu căn bản không phải đây 45 cái, mà là 99 cái. Hôm nay Tần Tinh trước mắt những minh tu này, tử vong bất quá chỉ có thập nhất cái, Tần Tinh bắt 24 nhưng bách hồn hư chuyển chi thuật lại như cố thành công thi triển, đây đã nói lên, mặt khác chết đi 16 cái minh tu, là tại những địa phương khác. Nói đơn giản, chuyện này, tần tinh thật không có quá lớn trách nhiệm, nếu mà nói cứng trách nhiệm mà nói, chính là hắn tựa hồ không nên đi theo đám bọn hắn đi tới đây tử vi tinh. Nếu đã xuất hiện kết quả xấu nhất, vậy hôm nay, ta phòng thủ đây tinh vẫn chi khư liền được. Sở dĩ tần tinh muốn trăm phương ngàn kế chạy về mệnh tinh giới, vì chính là phòng thủ mệnh tinh giới, thủ hộ nhà mình, coi như hắn không canh giữ ở tại đây, kia hắn cũng tuyệt đối sẽ canh giữ ở thông minh trên con đường, toàn bộ đối với hắn mà nói, trước mắt kết quả, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Trên thân tần tinh sát khí đột nhiên bắn tung tóe lên trời, bao phủ phía dưới, vậy mà tạo thành một phiến màu đỏ huyết vụ, đem ba chỗ cửa vào tất cả đều bao phủ. Cùng lúc đó, vô số đạo phong ấn từ tần tinh trong tay giống như hoa tuyết một bản liền nhau bay ra, tại ba chỗ cửa vào ra ngưng tụ thành phong ấn đại trận. Grow grow kinh thiên động địa tiếng thú gào trong, 10 vạn hung thú tuôn trào, cũng không có lưu ở nơi đây, mà là nhằm vào hướng bốn phương tám hướng, bởi vì tần tinh cho chúng nó nhiệm vụ là tìm được cái khác thủ hộ chi giới cửa vào. Sở giả thương cùng tôn tứ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nói một lời, mỗi người xông về một chỗ cửa vào. Tôn tứ bốn phía vần quanh vô số đoạn kiếm, sở giả thương cặp mắt bắn ra ngọn lửa màu xanh lam. Nếu bọn hắn đã làm ra tự lựa chọn, như vậy dĩ nhiên là muốn cùng tần tinh cùng nhau, cùng đối kháng minh tu. Nhưng mà ngay tại bọn hắn vẫn sức chờ phát động, chuẩn bị kỹ càng đồng thời, một tia sáng tím đột nhiên bắn tung tóe lên trời, trực tiếp đem chọn cái tinh không nhiễm thành vô tận màu tím. Ánh tím, đến từ tử vi tinh, nguyên bản ảm đạm vô quang tử vi tinh, một khắc này vậy mà ánh tím chói mắt, sáng lên triệt tinh không, tựa như lại lần nữa sống lại một dạng, mà tại ánh tím bao phủ phía dưới, những cái kia vẫn tại hướng về tử vi tinh gian nan tiến tới toàn bộ minh tu, một khi đụng chạm lấy ánh tím, thân thể ngay lập tức sẽ im hơi lặng tiếng tan vỡ mở ra. Đột nhiên này một màn để cho tần tinh ba người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không biết tử vi tinh lên tới đáy chuyện gì xảy ra, mà tần tinh trong lòng bất thình lình khẽ động nói, chẳng lẽ tử vi đế thần đã sớm biết rồi minh tu âm mưu, cho nên đi trước phái người tại tử vi tinh trên bố trí xong cạm bẫy, chờ đợi đến minh tu chủ động bước vào đây trong bẫy dập. Không, sở dạ thương chính là không chút khách khí đánh đổ tần tinh suy đoán nói, đây tử vi tinh, Căn bản cũng là một cái thủ hộ chi giới. Cái gì? Tần Tinh không nhịn được kinh hô thành tiếng, Tử Vi Tinh là thủ hộ chi giới. Ừ, Sở Giả dạ Thương gật gật đầu nói, ta đang thủ hộ chi giới bên trong bị nhốt thời gian dài như vậy, đối với thủ hộ chi giới cực kỳ mẫn cảm, đây Tử Vi Tinh có lẽ trước kia là tinh thần, nhưng mà Tử Vi Đế Thần không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đem cùng thủ hộ chi giới dung hợp vào nhau. Hơn nữa, nó là cao cấp nhất thủ hộ chi giới, sẽ không tan vỡ. Giống như là vì nghiệm chứng sở giả dạ thương mà nói một dạng, tại hắn tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, kia ùn ùn kéo đến một loại ánh tím đột nhiên nổ ra, hóa thành đủ mọi màu sắc cửu thải chi quang. Cửu thải quang mang, tựa như tự thành nhất quang giới, vô cùng minh mông, trong đó chính là có đến ba món đồ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ từ xa đến gần, xuất hiện ở tần tinh và người khác trong mắt. Ba món đồ, giống nhau là một quả to lớn con người màu đen, bốn phía quấn vòng quanh vô số màu đen sợi tơ, một kiểu khác là một vệt ánh sáng một đạo không ngừng tại hư thực trong lúc đó chuyển đổi ánh sáng màu đen, cuối cùng một dạng tất là một khối lớn chừng bàn tay hai màu thuộc về ngọc. Tần Tinh chỉ nhận nhận thức kia con người màu đen, nhưng chỉ gần kiểu, đã để trong mắt hắn hàn quang tăng vọt, mà sở dạ thương chính là hít sâu một hơi. Tà Minh Hoang tộc Hoang Bảo Tà Linh chi nhãn, thứ chín Minh Tôn hóa vàng minh ảnh ánh sáng, còn có thập tam Minh Tôn hóa vàng âm dương ngọc, lại thêm đệ nhị Minh Tôn, một lần vận dụng ba vị Minh Tôn thêm một vị hoang chủ, xem ra Bọn hắn đối với nơi này là tình thế bắt buộc. Ta rõ rồi, Tần Tinh trầm giọng nói, bọn hắn căn bản sẽ không từ cái khác thủ hộ chi giới trong xuất hiện, mà là tất cả đều biết từ nơi này Tử Vi tinh trên xuất hiện. Cho nên, bọn hắn bây giờ nhất định phải tập trung tất cả lực lượng, đánh vỡ đây Tử Vi tinh phòng ngự. Làm sao ngươi biết? Sở Dạ Thương không hiểu nói, tại đây rõ ràng có đến ba cái thủ hộ chi giới cửa vào a. Bởi vì đây Tử Vi tinh sẽ không tan vỡ nhất định chính là mặt khác một đầu liên thông mệnh minh hai giới tuyệt hảo chi lộ minh tu duy nhất phải làm chính là đánh vỡ tử vi tinh hoặc là thủ hộ chi giới bên trong đối với minh tu tu vi và về số lượng giới hạn ong 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 hướng theo ba món đồ xuất hiện ở đó cửu sắc ánh sáng giới bên trong vậy mà cũng có ba món đồ bắt đầu biến ảo mà ra mà vừa mới nhìn thấy món đầu tiên sẽ để cho tần tinh ánh mắt sáng lên thậm chí trái tim đều không tự chủ được đập nhanh đó là một cái có hình tám cạnh bản tính nó là thiên cơ tinh thiên cơ thần tộc tiêu chí. chương 1651, nhất tư niệm. Nhìn thấy cái này hình tám cạnh bàn tính, tần tinh ánh mắt lại có chút ẩm ướt, bởi vì hắn nhớ tới cũng không phải thiên cơ thần tộc cùng thiên cơ tinh, hắn nhớ tới là một người cùng một khoảng thời gian. Thiên cơ tử, tần tinh đều đã không nhớ rõ, thiên cơ tử ly khai mình bao lâu, nhưng mà hắn lại có thể rất rõ ràng nhớ, từ mình lần đầu tiên nhìn thấy thiên cơ tử bắt đầu, mãi cho đến hắn trước khi rời đi nơi từng trải tất cả. Hắn càng nhớ, mình đem thiên cơ tử đưa ra tử châu, đưa ra mình trong hồn thời điểm, thiên cơ tử trong mắt lộ ra không buông bỏ, vui mừng cùng lo lắng. Tuy rằng tần tinh đời này, có sư phụ, có phụ thân, có hảo hiếu, nhưng mà tại hắn từ rốt nát vô chi, đến từng bước quật khởi, lại tới trở thành nhất phương cường giả trong cuộc sống, thiên cơ tử một người này, lại đồng thời đóng vai cơ hồ toàn bộ nhân vật. diệt phụ, vừa thầy, vừa bạn, thậm chí tại tần tinh vượt qua kia vô số cô độc tịch mịch trong cuộc sống, hắn nhất tư niệm, nhớ nhung nhất người, đều là thiên cơ tử. Hôm nay, tuy rằng kia tử vi tinh cửu sắc ánh sáng giới bên trong, xuất hiện chỉ là một cái hư huyễn bản tính, nhưng lại để cho tần tinh dâng lên một chút hy vọng cùng kích động, hy vọng thiên cơ tử cũng ở đó ánh sáng giới bên trong. Cái này hy vọng không phải là hy vọng xa vời, bởi vì thiên cơ tử bọn hắn trước khi rời đi cũng đã nói, bọn hắn muốn đi tìm mỗi người bọn họ tinh thần, mỗi người tộc đàn, tìm kiếm tử vi đế thần. Mà tử vi đế thần mang theo 16 tinh thần chấn thủ thủ hộ chi giới, có lẽ bọn hắn thật đã tìm được. Thiên cơ tử, từ tần tinh trong miệng khinh khinh phun ra ba chữ kia đồng thời, cửu sắc ánh sáng giới bên trong cũng đồng thời xuất hiện mặt khác hai loại đồ vật, một cái màu đỏ hỏa cầu, hỏa cầu bên trong mơ hồ đứng vững vàng một cái điều thủ thân thể thân ảnh và một cây ngân thương. Thần mặt trời tộc cùng phá quân thần tộc sao? Tần tinh trên mặt rốt cuộc không ức chế được nở một nụ cười, mà nhìn đến hắn cái nụ cười này, để cho bên cạnh Sở Giả Thương cùng Tôn Tứ đều là đầu óc mơ hồ, quả thực không nghĩ ra ở thời điểm này, tần tinh làm sao còn có thể cười được. Ngân thương xuất hiện sau đó, giống như cái xuất động ngân xà, mang theo thuần túy sức mạnh cường hãn, trực tiếp đâm về phía đạo này đến từ thứ 9 minh tôn minh ảnh chi ánh sáng. Âm, um, hai người va chạm phía dưới, lập tức bạo phát ra kinh thiên thanh âm, quang mang càng là che khuất bầu trời, sông lên trời không. Cùng lúc đó, kia hình tám cạnh bàn tính cũng nghênh hướng âm dương ngọc, toàn bộ tính châu tự mình khiêu động, tựa như cùng có một cái vô hình ngón tay tại đùa bỡn bàn tính, mỗi bát lộng một lần, kia âm dương ngọc hai màu đen trắng quang mang đều sẽ chuyển đến lúc sáng lúc tối lấp lóe, thậm chí biến ảo màu sắc. Màu đỏ hỏa cầu mang theo không ai sánh bằng nhiệt độ, tản mát ra thao thiên hỏa diễm, đem khỏa kia tà linh chi nhãn hoàn toàn bọc quanh. Nhìn qua, tựa hồ đây sáu món pháp bảo là thế quân đối đầu, nhưng mà tần tinh nhìn hết sức rõ ràng, bản tính những vật này căn bản không ngăn được đến từ minh tôn hoang chủ pháp bảo. Cũng không phải nói bản tính những vật này không mạnh, mà là bởi vì bọn họ thời gian tồn tại quá xa xôi, lại là hư huyễn tồn tại, nhưng Minh Tôn Hoang Chủ Pháp bảo là chân thật tồn tại, một hư một thật sự, lại thêm Minh Tôn Hoang Chủ tự mình thúc giục, cứ như vậy, bàn tính những vật này tự nhiên khó có thể chống lại. Quả nhiên, vừa vặn rằng co trong nháy mắt sau đó, bàn tính, hỏa cầu cùng ngân thương đã ngăn cản không nổi, suýt tan vỡ. Nhưng mà tiếp theo, ánh sáng dưới bên trong lại liên tục có đủ loại đại biểu 16 thần tộc Pháp bảo biến ảo mà ra, giống như muốn quần ẩu một dạng, chen nhau lên đem ba loại Pháp bảo bao vây. Mà đúng lúc này, một cái to ngón tay lớn chính là từ trên trời rơi xuống, nhẹ nhàng điểm tại 16 thần tộc Pháp bảo bên trên. Ông ông ong toàn bộ Pháp bảo lập tức dữ dội chấn động lên, hiển nhiên là không thể chịu đựng tay kia chỉ chi lực, nhưng mà đây chấn động bên trong, 16 món Pháp bảo chính là bỗng nhiên mỗi người bảo phát ra một ánh hào quang, hướng đến cùng một chỗ, kèm theo lại có 3 món đồ xuất hiện, tổng cộng 18 món khác, tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một cây. Cân, âm dương thiên xứng, tuy rằng này cân đồng dạng hư huyến, nhưng mà tại nó xuất hiện trước mắt, cân địa bàn cũng đã bọc lại minh tôn hoang chủ ba món pháp bảo, cán cân cao cao vung lên, quả cân không ngừng tại cán cân bên trên tự mình hoạt động, rõ ràng là tại xương đây ba món đồ trọng lượng. Minh tinh giới bên trong, đệ nhị minh tôn bỗng nhiên phát ra một tiếng gần như thê lương gầm to nói, ngay tại lúc này. Hướng theo hắn dứt tiếng, liền nghe được ba cái thanh âm cơ hồ đồng thời vang dội bảo. Dầm dầm rầm, liên tục mấy đạo tiếng vang lớn, tà linh chi nhãn, minh ảnh chi ánh sáng, âm dương ngọc và đệ nhị minh bên tôn thân kia toàn bộ chưa từng hoàn toàn nứt ra ngọc giản, tại lúc này đồng loạt nổ tung. Ngoại trừ tà linh chi nhãn nổ tung sau đó hóa thành vô số đạo màu đen sợi tơ, hướng về bốn phương tám hướng phân tán rộng ra ra, cái khác tất cả là thật sự rõ ràng nổ tung. Những thứ này nổ tung sản xuất sinh uy lực, cho dù so với tần tinh âm dương bàn cờ đến, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, mà kinh khủng này nổ tung lực, chính là không có một chút lãng phí, một tia ý thức tất cả đều xông về kia âm dương thiên xứng, Xông về kia cửu sắc ánh sáng giới Xông về cả khỏa tử vi tinh Sắc sắc, uy lực như vậy bao phủ lan ra đến hạ Âm dương thiên xứng vậy mà vẫn không có bị nổ thành hư vô Vừa vặn chỉ là tại cán cân bên trên bị nổ tung rồi một đạo to lớn vết nứt Thậm chí, đây vết nứt còn đang ở đó lấy tốc độ chậm chạp Từng bước khép lại, chỉ cần cho nó đủ thời gian Nó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu Một màn này, để cho tần tinh ba người tất cả đều là mắt lộ ra kinh sợ ánh sáng Mặt lộ vẻ khiếp sợ đây âm dương thiên xứng quả thực quá mạnh mẽ. Sở dạ thương lẩm bẩm nói, ta chưa từng thấy qua tử vi đế thần, chỉ là nghe nói qua tên hắn, nguyên bản đối với hắn được xưng là mệnh tinh giới từ trước tới nay mạnh nhất giới chủ, ta còn không quá tin tưởng, hiện tại, ta tin rồi. Từ trước đến giờ trầm mặc tôn tứ cũng là khẽ gật đầu một cái nói, năm đó ta thời điểm sống sót, tử vi đế thần đã danh dương mệnh tinh giới, liên quan tới sự tích của hắn càng là không đếm xuể, có thể ta cũng thật không ngờ, hắn vậy mà, mạnh như vậy về phần tần tinh hiện tại chính là trong lòng có chút hối hận mình ban đầu vì tự cứu tự bảo âm dương thiên xứng dùng để đối phó thập nhất minh tôn hành vi có phải hay không quá mức phí của trời trước mắt âm dương thiên xứng nó cũng chỉ là hư huyễn tồn tại chính là lại có thể ngăn cản được nhiều như vậy pháp bảo tự bảo uy lực kinh khủng vậy thật thật sự âm dương thiên xứng nếu mà phát huy ra nó chân chính toàn bộ lực lượng đây chẳng phải là cường đại đến đủ để đế nghịch thiên mắt thấy âm dương thiên xứng trên vết nứt sắp khép lại thời điểm tà linh chi nhãn nổ tung hóa thành vô số sợi tơ cũng rốt cuộc quấn đi vòng qua âm dương thiên xứng bên trên. Hơn nữa, vừa vặn có lượng lớn sợi tơ càng là trực tiếp nhét vào vết nứt bên trong, cho nên ngăn cản nó khép lại, khiến cho đây âm dương thiên xứng bên trên từ đầu đến cuối có đến một vết nứt. Cũng chính bởi vì đây vết nứt tồn tại, dẫn đến kia cửu sắc ánh sáng giới bên trên, vậy mà cũng xuất hiện một đạo lỗ hồng thật to, mà đúng lúc này, lỗ hồng bên trong, bỗng nhiên chuyển ra rung trời gầm thét gào rú thanh âm. Quá tốt, Suốt cuộc có thể tiến nhập mệnh tinh giới rồi. Diết ha à, hiện tại ta chỉ hy vọng mệnh tinh giới bên trong có thể có lượng lớn tinh tu đang chờ chúng ta. Loại này chúng ta là có thể để bọn hắn những cái kia tiện tu kiến thức một chút chúng ta lợi hại. mười vạn minh tu cùng thú tu thân ảnh xuất hiện ở ánh sáng giới lỗ hổng bên trên, mà tại phía sau bọn họ từng sóng đệ nhị minh tôn cùng thương tà ba người cũng không có gấp gáp tiến nhập. vừa mới vì phá hư âm dương thiên xứng, bọn hắn hao tổn đều là cực kỳ to lớn cho nên mỗi người ngồi tại chỗ ngồi tĩnh tọa, nhưng mà trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn, nhìn chăm chú lỗ hồng kia ra mệnh tinh giới. Chương 1652, bảo vệ gia viên. Nhìn chăm chú những cái kia mang theo sát khí cùng tham lam xông vào cửu sắc ánh sáng giới, xông vào lỗ hồng sắp bước vào mệnh tinh giới đám minh tu, tần tinh tâm đã khôi phục yên tĩnh, mặt không biểu tình. Tương tự chàng diện đối với hắn mà nói, đã là lần thứ ba gặp được, cho nên đối với hắn mà nói, hoàn toàn là thấy có lạ hay không, mà hắn sự chú ý vẫn tập trung ở kia âm dương thiên xứng cùng tử vi tinh trên đam chiêu tự nhủ nguyên lai like, thủ hộ chi giới đối với minh tu tu vi và hạn chế số lượng chính là do tử vi đế thần chế nhất định thủ hộ chi giới bên trong giới hạn tiến nhập minh tu về số lượng giới hạn vì chín tu vi thượng hạn là giới chủ bên dưới nguyên bản tần tinh không biết loại này giới hạn lực lượng là đến từ nơi nào hiện tại hắn cuối cùng hiểu rõ lực lượng này chính là đến từ âm dương thiên xứng cân chú trọng chính là công bằng nguyện minh hai giới giữa minh tu và tinh tu vốn là không công bằng minh tu trên nhiều khía cạnh đều muốn mạnh hơn nhiều tinh tu tử vi đế thần không cách nào để cho đây công bằng tại toàn bộ bất diệt trong giới hạn thực hiện cho nên hắn chỉ có thể ở bởi vì hắn mà sản sinh thủ hộ chi giới bên trong thực hiện sợ rằng đây cũng là vì sao tử vi đế thần phải đem cả khỏa tử vi tinh cùng thủ hộ chi giới dung hợp một chỗ một trong những nguyên nhân tử vi tinh là đỉnh cấp phải không sẽ tan vỡ so với toàn bộ thủ hộ chi giới lại nói nó thì tương đương với trung tâm, chỉ cần nó không tan vỡ như vậy thủ hộ chi giới giới hạn liền vĩnh viễn hiệu quả. mà minh tu nếu muốn đánh phá loại này công bằng, đánh vỡ loại này giới hạn, bọn hắn biện pháp duy nhất chính là giống như lúc trước đã phát sinh tình hình loại này, dùng hết tất cả biện pháp đi phá hư trung tâm, phá hư ổn định trung tâm kia âm dương thiên xứng. sự thật chứng minh bọn hắn làm được, nhưng mà làm như vậy đến cũng vừa vặn chỉ là tạm thời, thậm chí cho dù chỉ là loại này tạm thời đối với minh tu lại nói cũng cần bỏ ra tương đối lớn đại giới khi tần tinh hiểu rõ hết thảy những thứ này sau đó trong óc hắn không tự chủ được toát ra bốn chữ thiên đạo công bằng từ trước ta ý nghĩ không có sai cái gọi là thiên đạo là tương đối nói thí dụ như đang thủ hộ chi giới bên trong tử vi đế thần chính là thiên đạo hắn dự tính công bằng tần tinh bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm âm dương thiên xứng bên trên vết nứt kia nói tiếp nhưng mà loại này công bằng trên thực tế cũng là có thể, bị, đánh, phá. Đánh vỡ thiên đạo, bốn chữ này nhắc tới đơn giản, nhưng là chân chính muốn muốn làm, khó khăn biết bao. Có thể vào giờ phút này, âm dương thiên xứng vết nước kia, chính là tại tần tinh trong lòng, gieo hạ một viên hạt giống như vậy, có lẽ một số năm sau, cái hạt giống này sẽ nảy mầm, kết quả. Minh Tu tất nhiên không cam lòng vừa vận tạm thời đánh vỡ công bằng, bọn hắn nếu như vĩnh cửu, cho nên bọn hắn khẳng định còn có động tác tiếp theo, như vậy đối với chúng ta mà nói, muốn ngăn cản bọn hắn, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là để cho đây công bằng, khôi phục. Trong tiếng nói chuyện, tần tinh đã mang theo sát khí ngút trời bước ra một bước, mà bốn phía tinh không thuộc về bên trong nguyên bản uy áp mạnh mẽ, hướng theo công bằng bị phá vỡ, vậy mà cũng là không còn sót lại chút gì, cho nên để cho tần tinh thập phần tùy tiện vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, vọt thẳng vào giống như châu chấu một bản minh tu bên trong. Lấy ít địch nhiều, lấy ít đánh nhiều, đối với tần tinh lại nói, đã là bình thường như cơm bữa một dạng, cho nên hắn thậm chí cũng không có đi thông báo sở giả thương cùng Tôn Tứ. Tuy rằng hai người này đã đáp ứng giúp đỡ mình, nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn từ trên bản chất vẫn là thuộc về minh tinh giới, cho dù là Tôn Tứ, hắn dù sao đã là tử linh, mà sinh linh này thế giới căn bản không thích hợp nữa hắn, cho nên Tần Tinh vì để tránh cho bọn hắn khó xử, dứt khoát mình một mình tiến lên đón kia Minh Tu đại quân. Lúc trước thông minh chi lộ trên, bởi vì có giới bích cùng ngũ thần chi phong tồn tại, lại thêm thông minh chi lộ diện tích giới hạn, dẫn đến minh tu chỉ có thể số ít tiến nhập cho nên dễ thủ khó công nhưng là bây giờ kia cửu sắc ánh sáng giới lỗ hồng tuy rằng nhìn qua không lớn nhưng diện tích thực tế chính là có phần là minh mông huống chi thiên lý con đê bị hủy bởi ổ kiến âm dương thiên xứng chính là đê đập minh tu chính là hồng thủy hướng theo những cái kia xông vào đê đập minh tu số lượng càng ngày càng nhiều thực lực càng ngày càng mạnh không ngừng trùng kích phía dưới sẽ để cho lỗ hồng trở nên càng ngày càng lớn thậm chí cuối cùng cũng có thể để cho âm dương thiên xứng triệt để tan vỡ. Vì vậy mà, tần tinh không chỉ là muốn ngăn cản những minh tu này, còn muốn đi nghĩ biện pháp giúp đỡ âm dương thiên xứng trên vết nứt khép lại. Tần tinh thấy được minh tu, nhưng mà minh tu cũng không có nhìn thấy tần tinh, thật sự là bởi vì tần tinh tốc độ quá nhanh, cùng giữa bọn họ thực lực tranh lệch cũng là quá lớn. Mãi đến, tần tinh dương cao dưới tay, vô số đóa ngọn lửa màu xanh lam liên tục tại mấy trăm minh tu trên thân nở rộ, để bọn hắn phát ra thê âm thanh thảm thiết hóa thành cho bụi thời điểm, mới có người phát hiện hơn nữa nhận ra tần tinh. Tần tinh, là tần tinh, hắn vậy mà thật tại đây tinh vẫn chi khư bên trong chờ đợi chúng ta. Giết hắn, đệ nhất minh tôn nói qua, chỉ cần giết hắn, liền có thể trở thành thứ 14 minh tôn. Vậy còn chờ gì, chúng ta cùng tiến lên, tần tinh tại minh tinh giới bên trong uy danh chi thịnh, có thể nói không kém chút nào minh tôn hoang chủ. Đoạt hỏa xua đuổi mà, diệt liệp minh man tộc, đặc biệt là thổ trục chi địa bên trong, tần tinh chẳng những lấy lực một người, đại chiến mấy chục vạn minh tu, hơn nữa ngưng tụ ra bản nguyên chi cầu, cuối cùng càng là bước mấy vị minh tôn đều không thể không tự mình xuất thủ. Đây mỗi một chuyện vết tích, đều là kinh thiên động địa, chấn động minh tinh giới. Theo lý mà nói, mỗi một vị minh tu trong lòng đối với tần tinh, đều hẳn có thâm sâu sợ hãi, thế nhưng, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đệ nhất minh tôn mở ra phong phú tưởng thưởng, để bọn hắn không có cách nào không động tâm, huống chi, bọn hắn người đông thế mạnh, tần tinh mạnh hơn nữa, chỉ là một người mà thôi, tựa như cùng bọn hắn lúc trước theo như lời loại này, một người một bãi nước miếng, đều có thể chìm ngập mệnh tinh giới. Vì vậy mà, mỗi cái minh tu đều ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may, tại to lớn cám dỗ phía dưới, xông về tần tinh. Tần tinh đối mặt minh tu, hạ thủ càng là không có một chút nương tay, trên mặt hoàn toàn không có một chút biểu tình, chỉ có trong mắt tràn ngập vô tận sát khí. Tuy rằng bọn họ và tần tinh một người trong lúc đó không có bất kỳ thủ oán nhưng mà với tư cách mệnh minh hai giới bất đồng sinh mệnh, bọn hắn từ sinh ra một khắc kia trở đi, liền trở thành khắc tinh. Khoảng cách với nhau, chỉ có thể có một phe cuối cùng sống sót. Kỳ thực loại này đối lập quan hệ, hoàn toàn là có thể để tránh cho, mọi người mỗi người sinh hoạt tại mỗi người thế giới, nước giếng không phạm nước sông, không can thiệp chuyện của nhau, cũng có thể duy trì một loại cho dù nhất thời công bằng. Nhưng mà vô số năm qua, mình tu một mực liền loại này nhất thời công bằng cũng không nguyện duy trì không ngừng suy nghĩ tất cả biện pháp tạm thực thâu tóm mệnh tinh giới. Đối với tần tinh cùng mệnh tinh giới lại nói, bọn họ là người xâm nhập, tự mình muốn làm, chính là bảo vệ gia viên, không nhường chút nào. Trận này kết cục đại chiến, không liên quan tới một người vinh nhục, không liên quan tới nhân nghĩa đạo đức, quan hệ đến, chỉ có nhà. Bất quá, tần tinh tại minh tinh giới bên trong nhiều lần xuất thủ, cũng hoặc nhiều hoặc ít đem hắn lá bài tẩy để lộ một ít, nói thí dụ như, toàn bộ minh thu đều biết rõ, tần tinh nhục thân vô cùng cường hãn. Cho nên, đám Minh Tu lần này lựa chọn phương thức công kích cũng liền có nhằm vào cùng thay đổi, bọn hắn một bên làm hết sức cùng Tần Tinh duy trì khoảng cách nhất định, một bên không ngừng đem đủ loại tinh khí pháp bảo, liều mạng ném về Tần Tinh. Thậm chí, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục sử dụng những này tinh khí pháp bảo chức năng, mà là lựa chọn trực tiếp nhất, nhưng mà uy lực nhưng cũng hào phóng nhất thức. Tự bảo, rầm rầm rầm, liên tục tiếng nổ, bắn tung tóe lên trời đủ loại sóng khí tầng mây, hoa cả mắt màu sắc rực rỡ quang mang, để cho trận đại chiến này từ bắt đầu, tựa hồ liền trực tiếp đạt tới cao chiều. chương 1653, thằng hề nhảy nhót. Không thể không nói, Minh Tu lựa chọn loại phương thức công kích này, quả thật có hiệu quả. Cho dù tần tinh nhục thân mạnh hơn đi nữa, cho dù có nhục thân hồn văn bao phủ, cũng không khả năng đạt đến mặc kệ bất kỳ công kích nào trình độ, đặc biệt là những Minh Tu này đều là các tộc tinh nhuệ, trên thân mang theo đeo sao khí pháp bảo, phẩm cấp đều là cực cao, uy lực tự nhiên cũng là cực lớn. Một kiện 10 cái trăm cái tự bảo, có lẽ đều không cách nào đối với tần tinh tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhưng mà ngàn cái vạn cái tự bạo, chính là rốt cuộc một chút xíu phá vỡ tần tinh nhục thân phòng ngự, tại hắn trên thân thể từng bước để lại một ít vết thương. Đối với lần này, tần tinh cũng không có biện pháp gì tốt, duy nhất có thể làm chính là chọn số lượng tăng nhanh mình sát phạt tốc độ, tận lực giảm bớt minh tu số lượng. Một khắc này tần tinh, đối với mình lực lượng đã không có chút nào cất giữ, mỗi một quyền, mỗi một chân đánh ra đều là ngưng tụ hắn sức toàn thân kinh khủng kia ngọn lửa màu xanh lam, trong khi xuất thủ liền sẽ bao phủ mấy trăm minh tu, kia bị tần tinh từ bản nguyên chi hỏa trong mạnh mẽ tách ra lôi đình màu vàng, giống như thiên phạt chi lôi một dạng, rơi xuống thời điểm liền biết trẻ nát mấy trăm minh tu thân thể, kia lấy hồn lực ngưng tụ mà thành hồn kiếm, một kiếm càn quét phía dưới, cũng sẽ có gần ngàn minh tu hình thần câu diệt. Ngắn ngủ trong nháy mắt, chết tại tần tinh trên tay minh tu số lượng liền đã vượt qua gần 10 số lượng. Có lẽ chiến tích này cùng tần tinh lúc trước chiến tích so sánh, kém thuộc về quá nhiều, nhưng tình huống lần này bất đồng, Tần Tinh phát ra công kích, phần lớn uy lực đều sẽ bị những cái kia phảng phất vô cùng vô tận tinh khí pháp bảo cho suy yếu, chỉ có phần nhỏ uy lực có thể rơi vào minh tu trên thân. Huống chi, lần trước xâm phạm, minh tu bên trong mạnh nhất chẳng qua chỉ là minh tinh thần, yếu thậm chí có vô số minh linh, nhưng lần này đến, yếu nhất cũng đều là minh hoàng chi cảnh. Tần Tinh lấy lực một người, tìm chân rồi gần 10 vạn minh tu, lan truyền ra ngoài đem lại sẽ là một kiện kinh thiên động địa sự tích. Nhưng dù cho như thế, những cái kia minh tu lại chẳng những không có sợ hãi ngược lại sĩ khí cùng chiến ý đều là càng ngày càng dâng cao bởi vì bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy tần tinh kia thân thể cường hãn bên trên đã xuất hiện càng ngày càng nhiều vết thương thấy không hắn nhục thân cũng không phải thật không cách nào tổn thương đúng vậy tất cả mọi người thêm ít sức mạnh cho hắn thêm trên thân thêm nhiều mấy đạo vết thương tốt nhất triệt để bị hủy thân thể của hắn thấy hắn làm sao còn phách lối ha ha hôm nay tần tinh ắt sẽ chết ở trong tay chúng ta chỉ nhìn chúng ta ai vận khí tốt, có thể tự tay đoạt tính mạng hắn rồi. Những lời này dối rít truyền vào tần tinh trong tai, nhưng lại căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vẫn duy trì mình đấu pháp, một chút xíu hướng về tử vi tinh, hướng về kia âm dương thiên xứng tiến tới. Giúp đỡ âm dương thiên xứng khép lại, đây mới là tần tinh mục đích chân chính, chỉ có loại này mới có thể triệt để đoạn tuyệt đây tinh vẫn chi khư trở thành minh tu tấn công mặt khác một con đường. Nhưng mà, kia vẫn còn tại lỗ hổng bên trong, còn chưa lao ra đệ nhị minh tôn và người khác, chính là cũng đã phát hiện tần tinh tồn tại, đặc biệt là từng sóng, trong mắt càng là bạo phát ra kinh người quang mang, bất thình lình đứng dậy, không nói một lời, trực tiếp liền hướng tần tinh bước mà đi. Đệ nhị minh tôn cặp mắt hơi nheo lại nói, thứ 9, nghe nói 10 vừa đã chết ở tần tinh trong tay, như vậy thập tam khẳng định không phải tần tinh đối thủ, người chính là đi giúp hắn đi, hiện tại bất luận một vị nào giới chủ tu tử vong, đối với chúng ta mà nói đều là tổn thất to lớn kia từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng thứ chín minh tôn khẽ gật đầu một cái liền theo sát tại từng sóng sau lưng hướng về tần tinh đi tới hử đệ nhị minh tôn ánh mắt chợt phát hiện đó cũng chưa gia nhập chiến đoàn tôn tứ cùng sở dạ thương hai người cười lạnh một tiếng nói xem ra người chúng ta còn chưa đủ tà minh hoang tộc hoang chủ thương tà đồng dạng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua nói đệ nhị minh tôn nếu không thì ngươi trước tiên đi giải quyết bọn hắn đi ta trước tiên một người thủ sẽ không cần, đệ nhị minh tôn lắc lắc đầu nói, thứ 10, thứ sáu, các ngươi cũng không cần nhìn lại nói đùa, tốc chiến tốc thắng. Đệ nhị minh tôn câu nói sau cùng, để cho thương tà trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, mà ở chung quanh hắn, tinh không bỗng nhiên phát ra chấn động dữ dội lay động. Ngay sau đó, trong hư không, bất ngờ xuất hiện một mảnh đen kịt chẳng chịt thân ảnh, nhìn số lượng, so với trước kia 10 vạn số lượng, sẽ nhiều chớ không ít. Đặc biệt là phía trước nhất kia hai cái căn bản không thấy rõ tướng mạo bóng người, xuất hiện sau đó trực tiếp liền chỉ huy những này thân ảnh, hướng về lỗ hổng bên trong sái bước mà đi. Sở dĩ thương tà sẽ khiếp sợ như vậy, là bởi vì hắn căn bản cũng không biết, ngoại trừ mình những người này ra, vẫn còn có người giấu tại trong hư không, hơn nữa, trong đó còn bao gồm hai vị minh tôn. Nói cách khác, cho tới bây giờ, xuất hiện ở nơi này, chỉ là giới chủ tu, đã đạt đến năm vị. Cái này khiến hắn không nhịn được hít một hơi thật sâu nói, đệ nhị minh tôn, tình cảnh lớn như vậy, chẳng lẽ thật chỉ là vì đối phó tần tinh? Ha ha ha, đệ nhị minh tôn cất tiếng cười to nói, trận chiến này mục đích chân chính, chính là muốn mở ra thông mệnh chi lộ, hơn nữa cướp đoạt đây tinh vẫn chi khư, về phần tần tinh, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mà thôi, không tạo nổi sóng gió gì, có thứ chín minh tôn một người, đều đủ để tùy tiện đem hắn diệt sát. Tuy rằng đệ nhị minh tôn lời trong lời ngoài cũng không có đem tần tinh coi ra gì, nhưng mà thương tả cũng không tin. Thổ trục chi địa trận chiến đó, Tần tinh uy danh không chỉ có riêng là bao phủ bình thường minh tu, trong này cũng bao gồm rất nhiều minh tôn. Bất quá, thứ 9 minh tôn có thể giết chết tần tinh, thương tà ngược lại tin, dù sao 13 vị minh tôn trong lúc đó thực lực, đều là có bao nhiêu cân nhắc trồng chất. Đặc biệt là từ vị thứ 9 minh tôn bắt đầu, càng đi lên, thực lực tranh lệch cũng lại càng lớn. Thương tà suy nghĩ một chút hỏi lần nữa, kia tại sao còn muốn phái ra nhiều cao thủ như vậy? Đệ nhị minh tôn, chẳng lẽ lần này, chúng ta tại đây mới là chiến trường chính? đệ nhị minh tôn tuét miệng cười một tiếng nói những ngày ngươi liền không cần biết an tâm làm xong ngươi chuyện là được thương tà nghe lời ngậm miệng lại không dám nữa hỏi nhưng mà ánh mắt lại vẫn không nhịn được không ngừng đánh giá bốn phía bởi vì hắn luôn là cảm thấy đây nhìn qua không có một bóng người tinh không bên trong tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lại toát ra vô số minh tu tần tinh từng lãng nhân còn chưa tới âm thanh đã trước một bước vang dội kèm theo gầm thét thanh âm xa xa chuyển đến một cái cực kiếm từ trong tay hắn lăng không vung lên một cổ lực lượng khủng bố nhất thời dễ như trở bàn tay một giạc tại trăng trịt minh thu trong đám trực tiếp phá vỡ một con đường đánh tới tần tinh từng sóng một đòn này vậy mà chẳng phân biệt được địch ta liền minh tu cũng trở thành hắn sát lục đối tượng cái này khiến không nhanh không chậm theo sau lưng hắn thứ chín minh tôn trên mặt sương mù có quay cuồng một hồi tựa hồ là đại biểu nàng bất mãn mà ở sau lưng nàng hai cái bình thường âm thanh vang dội thập tam vẫn là như vậy táo bạo Nghe nói tại viễn cổ mộng giới bên trong, hắn và tên tần tinh này có đến một ít bất hòa, cho nên đối với tần tinh là hận thấu xương. Bất quá, hắn tại viễn cổ mộng giới bên trong, chính là thu được không ít thứ tốt, đặc biệt là thực lực của hắn, thật giống như đều có tăng lên cực lớn. chương 1654 có chút ân oán. Tuy rằng tần tinh từ hiện thân bắt đầu liền bị vô số minh thu nơi vững vàng bao vây, nhưng mà hắn nhưng thủy chung lưu ý lỗ hồng kia một đầu minh tinh giới, muốn nhìn một chút minh tinh giới cuối cùng phái ra bao nhiêu minh tu đến tấn công đây tinh vẫn chi khư. Vì vậy mà, từng sóng còn chưa mở miệng lúc trước, tần tinh liền đã phát hiện hắn tồn tại. Viễn cổ mộng giới bên trong, từng sóng hóa thân trở thành tạo hồn tộc tam thiếu chủ hồn vân, hơn nữa cùng chu tử phong âm thầm cấu kết, muốn muốn giết chết cái khác toàn bộ thiếu chủ, bao gồm tần tinh tại bên trong. Tuy rằng cuối cùng chưa từng được như ý, nhưng mà tần tinh đối với từng sóng cũng là nổi lên ý quyết giết, hôm nay nhìn thấy từng sóng xuất hiện, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí nếu mà không phải quanh người vẫn bị vô số tinh khí pháp bảo sức nổ ngăn trở ngại, hắn cũng rất muốn trực tiếp đi tới từng sóng bên cạnh. Giết vị này thập tam minh tôn, bao nhiêu cũng có thể uy hiếp một cái tại đây minh tu. Song khi tần tinh ánh mắt lướt qua từng sóng, nhìn thấy theo sát tại từng sóng sau lưng cái kia không thấy rõ tướng mạo nữ nhân thì, hai con người chính là nhỏ không thể thấy hơi co rụt lại. Hai vị giới chủ tu, đặc biệt là nữ nhân kia, tần tinh có thể cảm giác được, nàng so sánh từng sóng chắc chắn mạnh hơn. Lại thêm còn chưa xuất hiện đệ nhị minh tôn cùng tà minh hoang chủ. Hoang chủ tuy rằng chỉ có cửu vực chi cảnh, nhưng mà nếu mà cộng thêm hoang bảo, bọn hắn đồng dạng có thể so với giới chủ tu. Cho dù tần tinh mạnh hơn nữa, muốn bằng vào lực một người chống lại bốn vị giới chủ tu, cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng, huống chi còn có kia tựa hồ liên tục không ngừng, vô cùng vô tận vào tới vô số minh tu. Bất quá tần tinh cũng chưa tới tuyệt vọng bước, bởi vì hắn còn có rất nhiều lá bài tẩy chưa từng vận dụng, nếu mà minh tinh giới tấn công tinh vẫn chi khư chính là những người này, như vậy hắn còn là có khả năng cố thủ đi xuống. Đến, kèm theo tần tinh trong miệng thốt ra đây một chữ, tinh vẫn chi khư bốn phương tám hướng, lập tức mơ hồ truyền đến như sấm nổ rung trời tiếng thú gầm. Mười vạn hung thú, nguyên bản bị tần tinh phóng thích ra bên ngoài tìm kiếm cái khác thủ hộ chi giới cửa vào, bất quá nếu hiện tại tần tinh đã biết được chân chính cửa vào là tử vi tinh, tự nhiên không cần bọn họ lại đi tìm cho nên dứt khoát đưa chúng nó tất cả đều triệu hoán tới nơi này. Cùng lúc đó, từng sóng kia kinh thiên nhất kiếm, đã tới tần tinh phía trước, mà tần tinh không tránh không né, cánh tay phải bất thình lình tăng vọt mở ra, tiến lên nghênh đón. Leng keng, thanh thúy sắt thép va chạm trong tiếng, cự kiếm ầm ầm nổ tung, vang khắp nơi toái phiến, mang theo vô cùng khí thức bén nhọn, như đã hóa thành từng đoàn từng đoàn phong bạo, ầm ầm cuốn hết về phía bốn phương tám hướng, kia cơ hồ mọi nơi minh thu. A, à, nhất thời, liên tiếp âm thanh thảm thiết vang dội từng sóng thân là thập tam minh tôn vừa mới lại là nén giận xuất thủ trong kiếm cơ hồ ngưng tụ toàn lực cho nên cho dù là nổ bể ra đến toái phiến cũng mang theo mạnh mẽ lực lượng sát thương không ít minh tu được giết thật đã nhìn thấy tần tinh vậy mà mượn công kích của mình tới đối phó minh tu từng sóng giận quá thành cười trong tiếng cười lớn lần nữa vung tay lên đưa tay tại không trung liên tục chỉ vào phía dưới mấy chục cổ cuồng phong gào thét bên trong mỗi người huyễn hóa ra hình thái khác nhau vũ khí một tia ý thức công về phía tần tinh. Tần tinh tuy rằng vững vàng đón đỡ lấy từng sóng một kiếm, nhưng mà trên cánh tay vẫn là lại thêm một đạo vết thương, điều này cũng làm cho hắn ý thức được, hiện tại từng sóng so với ban đầu hư vô chi địa đến, thực lực rõ ràng lại có đề thăng. Cũng không biết là bởi vì tại tạo hồn tộc ở bên trong lấy được rồi cái tạo hóa gì, vẫn là chu tử phong âm thầm đưa hắn chỗ tốt. Bất quá, tần tinh hiện tại cũng không đoái hoài tới đi suy nghĩ những này, mà là nhìn chăm chú kia mấy chục cái tấn công hướng về phía vũ khí mình, muốn muốn lần nữa mượn lực đi công kích cái khác minh tu. Nhưng mà tôn tứ âm thanh chính là trước một bước ghé vào lỗ tai hắn vang dội, tần tinh, ta cùng từng sóng trong lúc đó có chút ân oán, hắn liền giao cho ta tới đối phó đi. Căn bản không chờ tần tinh có chút đáp ứng, tôn tứ đã giơ tay lên, kèm theo mấy tiếng thê lương kiếm minh thanh âm, hơn 10 đạo đoạn kiếm từ dưới người hắn trong phần mộ lao ra, nghênh hướng từng sóng kia mấy chục cái vũ khí. Từng sóng cho đến lúc này mới chú ý đến tôn tứ tồn tại, trong mắt không nén nổi hàn quang chợt lóe nói, Tôn Tứ, nguyên lai là ngươi. Ngươi thân là tử linh, năm đó nếu mà không phải ta hảo tâm hảo ý để cho thập nhất cứu ngươi ra đến, ngươi đã sớm tan thành mây khói, ngươi không cảm tạ cũng được đi, hôm nay vậy mà còn dám ra tay với ta, thật là không biết phải trái, lấy oán báo ân a. À. Trầm mặc ít nói Tôn Tứ, lúc này mà lại bị từng sóng lời nói này bị chọc giận, oán hận nói, các ngươi những minh tu này, đối với chúng ta tử linh tựa như cùng đối đãi ra súc một dạng, đừng cho là ta không rõ ngươi để cho thập nhất cứu ta bất quá là vì biết được mệnh kiếm và nô ấn bí mật nói cho ngươi biết từng sóng người vĩnh viễn sẽ không biết ngoài ra ta nợ thập nhất mệnh ta đã trả lại nghe được từng sóng cùng tôn tứ đối thoại tần tinh rốt cuộc có thể khẳng định tôn tứ quả nhiên là thị kiếm nhất tộc nô ấn chính là thị kiếm nhất tộc với tư cách kiếm nô tiêu chí mỗi cái thị kiếm tộc nhân chỉ cần trong cơ thể ngưng tụ ra mệnh kiếm như vậy tại mệnh kiếm bên trên liền sẽ hình thành một cái nô ấn cho nên vĩnh viễn trung thành với bọn hắn nơi cung phụng chi kiếm. Tôn tứ tại sau khi chết, vốn nên nên là phải bị hành hạ tiêu tán, nhưng mà từng sóng lại ủy thác thập nhất minh tôn cứu hắn, vì chính là biết rõ mệnh kiếm và nô dịch bí mật. Về phần nguyên nhân, nhìn đến từng sóng tùy ý là có thể huyễn hóa ra đủ loại vũ khí, không khó suy đoán, từng sóng hiển nhiên cũng muốn thông qua nô ấn phương thức, sáng tạo ra một nhóm hoàn toàn trung thành với nô bộc hắn. Hướng theo từng sóng cùng tôn tứ đã chiến đến siết cùng nhau, sở giả thương cũng mở miệng nói, tần tinh, đó là thứ chín minh tôn, nếu như nàng qua đây, liền giao cho ta đi. Đến lúc này, sở giả thương cùng tôn tứ rốt cuộc không còn chỉ là xem cuộc chiến, mà là chủ động gia nhập chiến đoàn, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn đối với bình thường minh tu xuất thủ, cho nên lựa chọn đối phó cùng thực lực của chính mình tương đương minh tôn. Tần tinh cũng không khách khí với bọn họ, gật gật đầu nói, hai vị bản thân cẩn thận. Rào, đang lúc này, tần tinh 10 vạn hung thú rốt cuộc chạy tới đặc biệt là kia sông lên phía trước nhất Minh Long, càng là tại ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời, sẽ để cho Minh Thu bên trong những thú dữ kia bị dọa sợ đến lập tức toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Về phần rất nhiều Minh Thu cũng là từng cái từng cái sắc mặt đại biến, có người không nhịn được hét lớn, làm sao quên, tần tinh này có thể ngự thú. Thổ trục chi địa bên trong, tần tinh nơi triển lộ lá bài tẩy bên trong, liền bao gồm hung thú. Đặc biệt là tần tinh đem hung thú ẩn náu minh thổ bên trong, đột nhiên xuất hiện, đánh giết trong chớp mắt hai nghìn minh tu, hơn nữa đưa bọn họ hóa thành phần mộ, tạo thành một đầu mộ đường. Một màn kia chính là rung động thật sâu rất nhiều minh tu ở trong lòng bọn họ để lại không nhỏ bóng mờ. Vì vậy mà lúc này mười vạn hung thú lại xuất hiện, nhất thời liền để bọn hắn vừa mới còn đang kích động ý chí chiến đấu cùng chiến ý suy yếu không ít, mà hướng theo từng sóng bị tôn tứ ngăn cản, sở dạ thương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú thứ chín minh tôn, lại thêm mười vạn này hung thú xông vào minh tu trong đám trên thân tần tinh áp lực tự nhiên giảm bớt không ít. Nhưng mà, ngay tại tần vừa chuẩn bị thừa dịp đây cơ hội thật tốt, nhanh chóng tiến nhập kia cửu sắc ánh sáng giới, đi trợ giúp âm dương thiên xứng khép lại vết nứt thời điểm, hắn sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng địa phương, tại đã cách xa đi tới thứ 9 minh tôn sau lưng, vậy mà lại xuất hiện hai bóng người, mà tại hai bóng người sau lưng, chính là một mảnh đen kịt. Trường 1655, trước hết giết tần tinh. Tuy rằng phía trước nhất hai người kia ảnh không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, đủ để cho tần tinh đoán được bọn hắn đều là giới chủ tu. Hơn nữa, bọn hắn khẳng định không phải đệ nhị minh tôn cùng tà minh hoang chủ. Bởi vì tà linh chi nhãn biến thành màu đen sợi tơ, vẫn đang ngăn trở đến âm dương thiên xứng vết nứt khép lại, mà ba cái kia thủ hộ chi giới cửa vào cũng vẫn chưa từng biến mất. Đây đã nói lên đệ nhị minh tôn cùng tà minh hoang chủ đang âm thầm duy trì, không cách nào phân tâm nhìn hắn. Nói cách khác, đây tinh vẫn chi khư bên trong, vậy mà xuất hiện gần 6 vị giới chủ tu. Lại thêm phía sau bọn họ kia một mảnh đen kịt minh tu, tần tinh tâm không nén nổi càng ngã càng sâu. Lần này, minh tinh giới cuối cùng phái bao nhiêu người tới nơi này? Chẳng lẽ, bọn hắn đem đây tinh vẫn chi khư trở thành chiến trường chính, đưa bọn họ chủ lực, tất cả đều tụ họp ở nơi này. Ngay tại tần tinh suy tư đồng thời, Sở Giả Thương cũng nhìn thấy hai người kia ảnh, không nén nổi ngược hít một hơi khí lạnh trầm giọng truyền âm nói, tần tinh, bọn họ là thứ 10 cùng thứ 6 minh tôn. 13 vị minh tôn, vậy mà đã đến 5 vị. Tần tinh trầm tư, đã đến 5 vị, còn có 7 vị không đến, như vậy đây còn lại 7 vị, đến tột cùng là đi trước thông minh chi lộ, vẫn là, đồng dạng đã tới tại đây, chỉ có điều tạm thời chưa từng xuất hiện mà thôi đâu. Nói thật, vào giờ phút này, đối mặt kia càng ngày càng lớn lỗ hồng, càng ngày càng nhiều giới chủ tu xuất hiện, tần tinh lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng thối lui. Nhưng là khi trong đầu hắn chuyển qua cái ý niệm này thời điểm, nhưng trong lòng thì ngược lại kiên định muốn lưu lại quyết tâm, mặc kệ nơi này có phải là chiến trường chính, Minh Tu đối với tại đây hiển nhiên là tích chữ nhất định đoạt chi tâm, ta không nói thủ ở nơi này, nhưng chỉ phải ở chỗ này kiên trì thời gian càng dài, giết chết Minh Tu càng nhiều, vậy ít nhất cũng có thể chia sẻ một chút thông minh chi lộ trên nơi đụng phải áp lực. Ta không thể lùi, Tần Tinh chẳng những không có lùi, ngược lại bỗng nhiên tăng nhanh mình tốc độ, hướng về Tử Vi tinh đi tới, trên đường đi hắn cũng sẽ không đi giết này nhiều chút vẫn muốn ngăn cản mình minh tu mà là làm hết sức tránh né bọn hắn tần tinh vô cùng rõ ràng tự mình muốn muốn phòng thủ tinh vẫn chi khư tại đây không ngừng đánh chết liên tục không ngừng minh tu căn bản không có tác dụng gì minh tu số lượng hơn thật là vô cùng vô tận liền coi như bọn họ không chút nào phản kháng mặc cho mình đánh chết giết tới cuối cùng chỉ sẽ để cho mình tươi sống mệt chết cho nên căn bản nhất biện pháp giải quyết chính là khôi phục thủ hộ chi giới bên trong công bằng cho nên để cho giới chủ tu không cách nào nữa thông qua tại đây, tiến nhập mệnh tinh giới. Đối với người khác mà nói, muốn muốn làm điểm này, sợ rằng là không có khả năng chuyện, nhưng là đối với tần tinh lại nói, độ khó là có, chính là lại rất có thể. Bởi vì kia ngăn cản âm dương thiên xứng vết nứt khép lại tà linh chi nhãn, nguyên bản chính là thuộc về tạo hồn tộc. Chỉ cần để cho tần tinh tiến nhập kia cửu sắc ánh sáng giới, hắn át con niềm tin đem tà linh chi nhãn thu phục. Nhưng vào lúc này, ở đó cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng bên kia, đệ nhị minh tôn cùng thương tà bên tai đột nhiên vang lên đệ nhất minh tôn âm thanh, không tiếc bất cứ giá nào, trước giết chết tần tinh. Mệnh lệnh này để cho hai người đều là hơi sửng sờ, thương tà phải không dám mở miệng nghi ngờ, nhưng mà đệ nhị minh tôn chính là nhíu mày nói, đệ nhất minh tôn, người nên không thể nào không rõ ràng, mở ra đầu này thông mệnh chi lộ ý nghĩa, so với giết chết một cái nho nhỏ tần tinh trọng yếu hơn nhiều. Đệ nhị minh tôn trong lòng là cực kỳ bất mãn, bởi vì đây tử vi tinh cửa vào là hắn hy sinh gần bách hồn mới hư chuyển ra vạn nhất đến lúc cửa vào này bị tinh tu lại lần nữa tu bổ vậy mình thật đúng là tiền mất tật mang nhưng là bây giờ đệ nhất minh tôn vậy mà đem giết chết tần tinh đặt ở vị thứ nhất cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp được thứ hai ngươi không nên khích động ta nói rồi trận chiến này nếu thành ngươi làm chiếm công đầu bất quá nếu muốn trận chiến này có thể thành nhất định phải trước giết chết tần tinh bởi vì ta vừa mới đạt được một cái không tốt tin tức Tin tức gì, Mộc Minh cùng yêu Minh hai tộc hoang bảo, hôm nay tất cả đều tại trên thân tần tinh. Tin tức này hẳn là để cho đệ nhị Minh Tôn cùng thương tà đều là lần nữa cảm thấy khiếp sợ, cửu đại hoang tộc hoang bảo đều là đặt ở trục xuất chi địa bên trong tích góp năng lượng. Không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không lấy ra, có thể tần tinh lại có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi lưỡng đại hoang tộc hoang bảo, đây thật là là có chút bất khả tư nghị. Bất quá đệ nhị Minh Tôn lại như cú cao mày nói, đừng nói hai kiện hoang bảo rồi, coi như là toàn bộ hoang bảo đều bị hắn đoạt, hắn lại không cách nào phát huy ra hoang bảo chi lực, có cái gì tốt lo lắng. Đệ nhất minh tôn lạnh rên một tiếng nói, hừ, người vẫn không hiểu sao. Hoang bảo ngoại trừ mỗi người hoang chủ ra, coi như người ta muốn thu phục đều khó làm được, hắn tần tinh vì cái gì có thể làm được. Chớp mắt sau khi trầm mặc, đệ nhị minh tôn nhẹ nhàng phun ra ba chữ tạo hồn tộc. Không sai, tần tinh là người tạo hồn tộc, tà linh chi nhãn ở trước mặt hắn, căn bản không có chút nào lực ngăn cản, cho nên nhất định phải giết hắn trước. Ta biết rồi, lần này, đệ nhị minh tôn không có nữa bất kỳ dị nghị gì. Hoang bảo uy lực, tuyệt đối là minh tinh giới bên trong cường đại nhất, cũng chỉ có dựa vào hoang bảo mới có thể tạm thời áp chế lại âm dương thiên xứng. Một khi hoang bảo bị tần tinh thu phục, âm dương thiên xứng vết nứt khép lại, như vậy cho đến bây giờ, toàn bộ minh tu làm toàn bộ nỗ lực, đều đem trôi theo dòng nước. Thứ tám, người cũng không cần đợi thêm nữa, lấy phòng ngừa vạn nhất, Trước tiên giết Tần Tinh rồi hãy nói. Hướng theo đệ nhị Minh Tôn dứt tiếng, Thương Tà Nhãn Châu cơ hồ cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt, gắt gao nhìn đến hư vô bên trong xuất hiện lần nữa một người vóc dáng cường tráng đại hán thứ 8 Minh Tôn. Trừ mình ra, tổng cộng đã đến 6 vị Minh Tôn, hơn nữa còn không đồng thời hiện thân, hiển nhiên là vì phòng ngừa có thứ gì phát sinh ngoài ý muốn, cho nên giấu đi, chờ cơ hội mà động. Hiện tại, Tần Tinh cái này bất cần nhất ra rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa, không thể để cho Tần Tinh chút nào cơ hội. Cho nên đệ nhị Minh Tôn mới không ngừng hạ lệnh, khiến cái này Minh Tôn cái này tiếp theo cái kia hiện thân. Có lẽ, còn có cái khác Minh Tôn còn chưa hiện thân đi. Chỉ là, thật sự tất yếu phải làm ra tình cảnh lớn như vậy sao? Thương tà tâm trong cực kỳ không hiểu nói, vậy thông minh chi lộ đó, lẽ nào chỉ là một cờ hiệu, vừa vặn vì hấp dẫn mệnh giới các tu sĩ chú ý? Thứ tám Minh Tôn cười ha ha một tiếng nói, các người cũng quá cẩn thận, đối phó một cái nho nhỏ tiện tu, còn muốn cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ sao? hãy chờ xem một mình ta là đủ rồi suốt tiếng thứ tám minh tôn bước ra một bước bất ngờ trực tiếp vượt qua thứ sáu thứ mười cùng thứ chín minh tôn vượt qua kia vô số minh tu đứng ở tần tinh phía trước một quyền liền đập xuống chính tại không để ý tới hướng về tử vi tinh đi tới tần tinh đột nhiên cảm giác một cổ cường đại lực lượng phả vào mặt đây lực lượng mạnh mẽ để cho tần tinh chỉ cảm thấy được bốn phía tinh khí tử khí tất cả đều trong nháy mắt quét một cái sạch tựa hồ mình tại đây biến thành một hố đen to lớn mà lực lượng này tần tinh không xa lạ chút nào bởi vì đây cũng là nhục thân chi lực lại tới một vị minh tôn sao tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên vừa định cùng đối phương so tài một chút nhìn đến tột cùng ai nhục thân mạnh hơn nhưng là khi hắn khóe mắt liếc qua liếc thấy lại có hai bóng người đang tự mình hướng về mà khi đến sau khi nhưng trong lòng thì lại lần nữa trầm xuống tần tinh không muốn lùi chính là đối mặt ba vị minh tôn liên thủ chi lực hắn không lùi cũng phải lùi chỉ là đây vừa lui cũng thì đồng nghĩa với từ bỏ tử vi tinh từ bỏ âm dương thiên xứng, muốn lại tiến lên trước một bước, đều là cực kỳ gian nan, thậm chí là không có khả năng chuyện. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên tại sau lưng tần tinh vang dội tần tiểu hữu nhiều năm không gặp, phong thái vẫn a à. chương 1656, Hoa Dương Đế Thần ầm ầm đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đồng thời tại sau lưng tần tinh vang dội thanh âm này đến quá mức đột ngột, thế cho nên ba vị minh tôn cùng tần tinh tất cả đều tạm thời dừng lại hành động, đưa mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy tử vi tinh vạn trượng ra tinh không, đột nhiên vặn vẹo, một tòa thành trì cự đại, tại ánh sáng nhàn nhạt, nhạt bọc quanh phía dưới, bất ngờ từ trong lơ lửng mà ra. Tòa thành trì này diện tích lớn đến kinh người, thậm chí vượt qua một ít tinh thần, mà vào giờ phút này, tại thành trì trên thành tường, chẳng chịt đứng yên vô số thân ảnh. Đặc biệt là thành trì chính giữa nơi, càng là đứng yên một cái nhìn qua dung mạo không sâu sắc lão giả, lúc này đang mặt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú tần tinh. Lão giả dưới thân tòa kia cao to cửa thành bên trên, viết hai chữ to, hoa dương. Thấy lão giả, tần tinh trên mặt cũng nở một nụ cười hiếm thấy nói, ta nên gọi ngươi là chu khải tiền bối, hay là nên gọi ngươi là hoa dương tiền bối. Ha ha ha, lão giả lần nữa ngửa mặt lên trời cười to nói, gọi thế nào cũng không đáng kể, tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới. Hôm nay tại đây có thể thấy được ngươi. Vị lão giả này là đã từng hai lần giúp đỡ Tần Tinh tu bổ bất diệt kiếm Chu Khải. Đồng thời, hắn cũng là bất diệt kiếm người luyện chế, hôm nay mệnh giới Tam đại tinh giới bên trong, Hoa Dương tinh giới giới chủ tu, Hoa Dương Đế Thần. Hoa Dương Đế Thần xuất hiện, không hề chỉ chỉ có Tần Tinh đám người nhìn thấy, thân ở Minh tinh giới đệ nhị Minh Tôn cùng Thương Tà cũng đồng dạng nhìn thấy. Hoa Dương Đế Thần danh tiếng, hiển nhiên không kém chút nào Tử Vi Đế Thần, cho nên bọn hắn một cái liền nhận ra được. Thương tà nhãn châu hơi nheo lại, trên mặt lộ vẻ suy tư nói, ta rõ rồi, sở dĩ mấy vị minh tôn đều ẩn núp trong bóng tối, chính là vì chờ đợi hoa dương bọn hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, hoa dương đế thần cũng là lần nữa hướng về phía tần tinh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, người đã vất vả. Tiếp theo, chiến đấu này, tính ta lão đầu tử một cái. Hoa dương, hoa dương, bên trên thành tường kia vô số nhân ảnh đột nhiên tề thanh kêu gào, hơn nữa trong tiếng reo hò, từng cái từng cái thân ảnh lần lượt đi ra thành trì, mang theo sát khí ngút trời, mang theo thấy chết không sờn hào khí, sải bước đi về phía Minh Tu. Về phần hoa dương đế thần mình, chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tần tinh bên người kia ba vị Minh Tôn, nụ cười trên mặt ghi rằng vẫn, nhưng mà trong tươi cười chính là nhiều hơn mãnh liệt sơ sắc tiêu điều, điều chi ý, cười lạnh một tiếng nói các ngươi, thật coi mạng ta giới dễ khi dễ sao. Rước tiếng, hoa dương đế thần đã sải bước hướng về ba vị Minh Tôn đi tới. Hoa dương đế thần đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà ngay tại hắn đi đi trong quá trình, tại hắn phụ cận minh tu tựa như cùng bị thi triển định thân pháp một dạng, từng cái từng cái toàn bộ đều ngần ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, mà đến lúc hắn sau khi trải qua, những minh tu này thân thể vậy mà lập tức im hơi lặng tiếng sụp đổ mở ra. Minh tu không thể động, ba vị minh tôn cũng là bị đột nhiên xuất hiện hoa dương đế thần cho tạm thời chấn nhiếp, nhưng là khi kia đến từ đệ nhị minh tôn tiếng thúc giục vang dội thời điểm, bọn hắn cũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhanh, giết tần tinh, thứ tám minh tôn kia đã vung ra đi nắm đấm, lần nữa như đã hóa thành một con dao long một dạng, mạnh mẽ đập về phía tần tinh, mà hoa dương đế thần sắc mặt lạnh lùng nói, tiêu thiên, ngươi dám. Vừa vặn quát lạnh một tiếng, sẽ để cho thứ tám minh tôn sắc mặt phải biến đổi, nhưng mà tần tinh nhưng cũng cơ hồ đồng thời mở miệng nói, hắn giao cho ta. Hoa dương đế thần mang theo rất nhiều tinh tu xuất hiện, tuy rằng vượt ra khỏi tần tinh dự liệu, nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất hóa giải hôm nay tinh vẫn chi khư khẩn trương cục diện, cũng để cho tần tinh vốn là đã chìm đến thấp nhất tâm hiện lên không ít chính là hoa dương đế thần mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người mà tần tinh đối mặt minh tôn chính là đạt tới hơn ba người cho nên tần tinh không có khả năng để cho hoa dương đế thần một người đi một mình chống lại ba vị minh tôn ầm um, vì không để cho hoa dương đế thần giúp đỡ mình tần tinh tuy rằng minh biết rõ mình không phải thứ tám minh tôn tiêu thiên đối thủ nhưng vẫn hàm răng khẽ cắn ngưng tụ lực lượng toàn thân dành trước dương quyền tiến lên minh đón hai quyền đụng nhau kết quả là tần tinh thân thể cho trực tiếp đánh bay ra ngoài về phần tiêu thiên không những nguy nhưng bất động hơn nữa nhìn sắp tới trước mặt mình hoa dương đế thần mặt lộ cười ác độc đưa tay hướng phía hư không một chỉ một kẽ hở xuất hiện bên trong sâu bên trong vô số bàn tay bắt lại vẫn đang phi hành trong tần tinh quăng vào rồi trong cái khe hắn liền giao cho các ngươi tiêu thiên lưu lại một câu nói này sau đó người cũng biến mất theo vô tung tiến vào thuộc về chính hắn tinh giới trong đó Thứ người cùng thứ sáu minh tôn tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng lúc này cũng không tiện phát tác, chỉ có thể song song tiến đến, hai người hợp lực, ngăn cản hoa dương đế thần. Mà hai người bọn họ xuất lĩnh vô số minh tu, cũng là tăng nhanh tốc độ tiến tới, gia nhập vào cùng hoa dương tinh giới tu sĩ chiến đoàn bên trong. Trần mộng minh tôn, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Sở dạ thương hướng về phía thứ chín minh tôn mở miệng nói chuyện đồng thời, người cũng đã lấn người mà lên, mấy cái màu trắng hỏa long trong nháy mắt liền đem đối phương bao vây lại. Thứ chín minh tôn trong miệng tựa hồ truyền ra một đạo mơ hồ than thở, nhìn thoáng qua tần tinh biến mất phương hướng, hay là cùng sở giả thương chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, đầy yên lặng đã vô số nam tinh vẫn chi khư, đột nhiên cực kỳ náo nhiệt, biến thành mệnh minh hai giới chiến trường. Bất kể là minh tôn minh tu, vẫn là đế thần tinh tu, toàn bộ đều tự có đối thủ, đánh cho khó phân thắng bại. Thân ở minh tinh giới bên trong thương tà, không nhịn được nhìn sang đệ nhị minh tôn, trong lòng suy nghĩ, sẽ sẽ không còn có cái khác minh tôn, hoặc là giới chủ tu xuất hiện, đi gia nhập chiến đoàn. Dù sao thời gian chiến đấu kéo dài càng dài, đối với Minh Tu có thể thì càng bất lợi. Bởi vì nếu Hoa Dương đế thần có thể xuất hiện, như vậy Hồng Nguyên cùng tử vi hai vị đế thần cũng tương tự khả năng xuất hiện. Đệ nhị Minh Tôn lại không có mở miệng, mà là vững vàng nhìn chầm chầm chính tại lấy một trọi hai Hoa Dương đế thần, trong mắt mơ hồ có đến quang mang lấp lẽ, tựa hồ đang đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, bị tiêu thiên kéo vào mạnh mẽ kéo vào tinh giới bên trong tần tinh, cũng đã thoát khỏi kia vô số bàn tay dây dưa, sắc mặt trắng bệch ngưng mắt nhìn bốn phía. Tuy rằng Tần Tinh thành công giết chết thập nhất Minh Tôn, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thật đã có sẵn cùng toàn bộ Minh Tôn chống lại thực lực. Hơn nữa Minh Tôn bài danh cùng bọn họ thực lực bản thân vốn là cùng một nhịp thở, cố mà giờ khắc này đối mặt đây đồng dạng sở trường nhục thân chi lực thứ 8 Minh Tôn, thông qua vừa mới một quyền kia tiếp xúc, Tần Tinh rất rõ ràng ý thức được mình không phải là đối phương đối thủ. Cuộc chiến hôm nay Mục đích của ta cũng không phải là giết chết Minh Tu Minh Tôn, mà là phải khôi phục âm dương thiên xứng công bằng, ta muốn bước lên từ vi tinh." Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ tại hôm nay dưới tình huống, mình như thế nào mới có thể đủ thực hiện mình mục đích. Tần Tinh đã sớm ngưỡng mộ đã lâu người đại danh, hôm nay rốt cuộc hữu duyên nhìn thấy, thật là hạnh mộ a. À. Lúc này, Tiêu Thiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mặt lộ vẻ cười ác độc, hai mắt sáng lên, chỉ là hắn nhìn cũng không phải Tần Tinh mà là tần tinh trên mặt cùng da thịt bên trên nhục thân hồn văn. chương 1657, người đáp đúng. Minh Tôn mặc dù có thể trở thành Minh Tôn, liền là bởi vì bọn hắn chia tay xông qua Minh Tinh giới bên trong hồn ngục bên trong, vốn là vốn thuộc về tạo hồn nhất tộc 18 tạo hóa cung, từ đó thu hoạch được rồi một loại tạo hóa nào đó. Cho tới bây giờ, tần tinh gặp phải mấy cái Minh Tôn, thập nhất Minh Tôn thu được là hồn chủng chi tạo, thứ ba Minh Tôn thu được là mộng hồn chi tạo, mà trước mắt thứ tám Minh Tôn tiêu thiên, tự nhiên thu được nhục thân chi tạo. Với tư cách minh tu, thu được nhục thân chi tạo, tựa hồ nghe đi lên cũng không có ích lợi gì, bởi vì bọn hắn nguyên bản là không có nhục thân, có thể thức nước vỡ bờ, càng là như thế, khi bọn hắn có thể ngưng tụ ra nhục thân thời điểm, bọn hắn nhục thân chi lực cũng liền bộc phát cường hãn. Tần tinh nhục thân, bất kể là trình độ cường hãn vẫn là nắm giữ lực lượng bên trên, cho dù tại viễn cổ nguyên giới, đều coi như số một số 2 thậm chí nếu mà nhục thân cũng có cảnh giới phân chia mà nói, như vậy hắn nhục thân chi lực tuyệt đối có thể liệt vào giới chủ cảnh. Chính là đối mặt Tiêu Thiên, lại khiến cho Tần Tinh lần đầu tiên tại nhục thân trên cảm thấy dùng sức không đúng chỗ. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Tiêu Thiên với tư cách thứ 8 minh tôn, là mấy nguyên giới chủ, nhưng mà nói riêng về ở nhục thân trên trình độ, cơ hồ có thể chống lại ban đầu nhục thân cung chủ. Có thể cho dù Tiêu Thiên mạnh như thế, nhưng mà tại nhục thân chi tạo trên, hắn vẫn không thể leo đến đạt tới đỉnh cao trình độ, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không phải người tạo hồn tộc, hắn không cách nào tại hồn trên ngưng tụ ra hồn văn. cố mà giờ khắc này nhìn đến tần tinh trên thân thể nổi lên nhục thân hồn văn, ánh mắt của hắn là tràn đầy tham lam cùng hâm mộ. nếu mà hắn có thể thu được nhục thân hồn văn như vậy, có lẽ hắn thật có thể nhục thân thành thần. tiêu thiên mục quang gần như si mê tại hồn văn bên trên một chút xíu lướt qua, sau một hồi lâu mới mở miệng nói: tần tinh, đây chính là nhục thân hồn văn đi, thật đẹp a. À. bất quá đây hồn văn tại ngươi hồn trên thật là làm hại. Không bằng, đưa cho ta đi. Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng dùng mình, nghe vào, Tiêu Thiên tựa hồ có đến biện pháp, có thể đem thuộc về mình hồn văn chuyển qua hắn hồn tiến lên. Mà, chỉ sợ cũng là hắn muốn đem chính mình dẫn vào hắn đây tinh giới mục đích chân chính. Tần Tinh lạnh lùng nói, ta cũng rất muốn đem nhục thân hồn văn đưa cho ngươi, nhưng chỉ tiếc, ngươi không phải người tạo hồn tộc. Đúng vậy a, à, ta không phải người tạo hồn tộc. Tiêu Thiên lại lần nữa thở dài. Nhưng ngay sau đó liền hưng phấn nói, ta không thể để cho hồn văn tự động xuất hiện ở hồn ta trên, nhưng mà ta có thể đem hồn văn, một khi chút khác ở hồn ta trên, chỉ có điều, ta một mực không biết thân thể này hồn văn là ra sao, hôm nay Đa Tạ ngươi đưa tới cho ta rồi. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, cái này Tiêu Thiên căn bản là cái không hơn không kém kẻ điên. Hồn văn là tạo hóa chuông âm thanh tự mình tại hồn trên ngưng tụ mà thành, Tiêu Thiên hôm nay chính là muốn tự mình động thủ, đem nhục thân hồn văn sao chép đến hắn hồn tiến lên không nói trước mình trước mắt hồn văn cuối cùng có thể hay không phát huy tác dụng, chỉ riêng là tại hồn khắc xuống hồn văn quá trình, cũng không phải là bình thường người nơi có thể tiếp nhận. Được rồi, không nói nhảm với người rồi, hiện tại ta muốn lấy đi người hồn, sau đó treo ở ta cung điện bên trong, hảo hảo quan sát quan sát nhục thân hồn văn. rướt tiếng, tại tần tinh thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số cái cánh tay, bắt được thân thể của hắn từng cái vị trí, mỗi một cánh tay đều là bắp thịt cuồn cuộn, khổng vũ hữu lực, vậy mà mạnh mẽ áp chế tần tinh hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến tiêu thiên, từng bước một tự mình hướng về đi tới. Xong khi tiêu thiên đi đến tần tinh bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên cười gần nói, kỳ thực nguyên bản ta là muốn đoạt xá ngươi, bất qua thấy được thân thể ngươi sau đó, ta không có hứng thú rồi, thân thể ngươi căn bản không bằng ta, ta đoạt xá ngươi, thì có ích lợi gì. Tiêu thiên bất thình lình vươn tay ra, mạnh mẽ cắm vào tần tinh lồng ngực. Kèm theo hỏa diễm vang khắp nơi, Tiêu thiên bàn tay tựa như cùng trong thiên hạ sắc bén nhất giao sắc một dạng, không tốn sức chút nào đâm vào tần tinh lồng ngực. Tuy rằng lồng ngực bị xé nước thống khổ ăn mòn tần tinh toàn thân, nhưng mà tại vô số cái cánh tay áp chế một cách cưỡng ép phía dưới, tần tinh căn bản đều không cách nào nhúc nhích. Bất quá hắn cũng không có phát ra chút thanh âm nào, chỉ là cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu thiên, hắn biết rõ đối phương là muốn đem chính mình mở ngực bể bụng, sau đó bắt lấy mình hồn. Quả nhiên, tiêu thiên lại đưa ra một cái tay khác trường, đồng dạng đâm vào tần tinh lồng ngực, sau đó hai tay dùng sức hướng về hai bên víu vào, trực tiếp liền cho tần tinh tới một mở rộng ra thang. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, tần tinh trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt, trong miệng càng là hí cất tiếng hét nói ta tác thành ngươi. ong ong, tần tinh hồn vậy mà chủ động từ thiên linh bên trên phiêu tán mà ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú tiêu thiên, không nói một lời, trực tiếp đưa ra một ngón tay, chút hướng tiêu thiên mi tâm. Nhìn thấy tần tinh cử động, tiêu thiên không nén nổi cất tiếng cười to nói thân thể ngươi cũng không sánh nổi ta bây giờ lại muốn dùng hồn tới đối phó ta thật không biết ngươi loại này một cái phế vật vì sao lại để cho nhiều người như vậy hại rầm 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 đột nhiên nổi lên từng trận tiếng nổ mạnh mẽ đem tiêu thiên tiếng nói đánh gãy cũng để cho tiêu thiên sắc mặt hơi ngẩn ra bất thình lình nhìn về phía đang từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến vô số cổ lực bão táp những này lực đến từ tòa này tinh giới bên trong tinh thần đến từ tinh thần bên trên đủ loại sinh mệnh thậm chí đến từ những cái kia gắt gao đè xuống tần tinh vô số cái cánh tay. Đây là thuộc về tiêu thiên tinh giới, là hắn mấy cái tinh giới bên trong cường đại nhất, hắn là chủ nhân nơi này, tại đây tất cả sinh mệnh ngôi sao đều phải nghe theo với hắn. Nhưng là bây giờ tần tinh hồn, lại có thể đem những lực lượng này triệu hoán mà đến, thậm chí ngưng tụ thành phong trào bạo, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Khi vô số cổ lực bão táp suốt cuộc toàn bộ tập trung vào tần tinh hồn chỗ chỉ thì, hóa thành một cái nhỏ vòng xoáy nhỏ mà nhìn đến lốc xoáy này, tiêu thiên sắc mặt nhất thời đại biến nói, đây là, đây là lực, lực chi bản nguyên. người đáp đúng, chẳng biết lúc nào tần tinh nhục thân đã khôi phục tự do, mà hắn cũng chậm rãi nâng lên ngón tay mình, cùng hắn hồn cùng nhau mang theo cái kia nhỏ vòng xoáy nhỏ, chút hướng tiêu thiên mi tâm. một chỉ này không tầm thường chút nào, cũng không có một chút khí tức dao động, nhưng mà đây một chỉ điểm ra, chính là để cho đây cả tòa tinh giới đều tựa hồ khó có thể chịu đựng một dạng ngay tiếp theo bên trong tất cả, tất cả đều dữ dội run rẩy. Tiêu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng một cái, liền chuẩn bị lui về phía sau, tránh né một chỉ này, nhưng mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, tần tinh một cái tay khác, vậy mà gắt gao bắt được mình đâm vào hắn lồng ngực bên trong hai tay cổ tay, để cho mình trong lúc nhất thời không cách nào di động. Tìm chết, oanh một tiếng, Tiêu Thiên trên thân thể cơ thể bất thình lình căng phồng lên đến, căng nước hy phục, hai tay lần nữa dùng sức, Mạnh mẽ đem tần tinh lồng ngực lần nữa xé rách đến cực hạn. Nhưng mà, tần tinh tay nào ra đòn, vẫn gắt gao bắt lấy Tiêu Thiên một cái cổ tay, sắc mặt yên ổn nhìn chăm chú Tiêu Thiên, mà hắn kia ngưng tụ lực chi bản nguyên ngón tay, khoảng cách Tiêu Thiên cũng là càng ngày càng gần. Một khắc này, Tiêu Thiên rốt cuộc minh bạch mình mới vừa rồi không có nói xong vấn đề kia đáp án, vì sao lại có nhiều người như vậy sợ hãi tần tinh. Bởi vì, tần tinh cũng là đồ điên, thậm chí, so với chính mình còn muốn càng thêm điên cuồng. Rắc rắc, một tiếng giòn vang tại máu bắn tung tóe trong vang dội, Tiêu Thiên vậy mà mạnh mẽ chặt đứt mình bị Tần Tinh bắt lấy cái bàn tay kia. Chương 1658, kết cục chi chiến. Ầm ầm, tòa này thuộc về Tiêu Thiên tinh giới phát sinh dữ dội nổ tung, nhìn đến bên người xuất hiện cái khe kia, Tần Tinh không chút do so dự trực tiếp xông ra ngoài. Mà tại phía sau hắn, gãy một cái bàn tay, hơn nữa chỗ mi tâm bất ngờ có đến một cái đầu ngón tay đại vết thương nhỏ Tiêu Thiên, mặt đầy sát khí đồng dạng hiện thân mà ra. Tuy rằng tiêu thiên cuối cùng bất đắc dĩ, không thể không lấy tự đoạn một trường phương thức, muốn né tránh tần tinh một chỉ kia chi lực, nhưng mà tốc độ cuối cùng chậm nửa nhịp, vẫn bị một chỉ kia cho nhẹ nhàng điểm trong, cho nên để lại cho hắn một cái vết thương. Nếu mà tiêu thiên lại trì hoãn trong chốc lát, bị một chỉ kia cho chút vững vàng mà nói, như vậy có thể thì không phải lưu người kế tiếp vết thương đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều thấy được tần tinh trạng thái cực kỳ chật vật, nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy tiêu thiên bộ dáng sau đó, mới là chân chính cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi tiêu thiên là thứ tám minh tôn hơn nữa còn là nhục thân vô cùng cường hãn minh tôn tại minh tinh giới bên trong cũng coi là riêng một góc trời đặc biệt tồn tại cho dù liền đệ nhất minh tôn cũng phải làm cho hắn ba phần nhưng hôm nay hắn chẳng những ít đi một bàn tay hơn nữa chỗ mi tâm kia vẫn tại ồ ồ chảy ra ngoài chảy máu tươi vết thương rõ ràng là bị tần tinh một đầu ngón tay đâm ra đến đây thật sự là bất khả tư nghị sự tình đám minh tu cơ hồ toàn bộ đều trầm mặc mấy vị minh tôn ánh mắt đều là không ngừng tại tần tinh cùng tiêu thiên thân bên trên qua lại di chuyển, trong mắt vẻ kinh nghi cũng là càng ngày càng đậm. Thậm chí ngay cả hoa dương đế thần cũng là không nhịn được quan sát toàn thể tần tinh chừng mấy mắt, thầm nghĩ tên tiểu tử này, làm sao có thể mạnh tới mức này. Hắn là làm sao làm được, tần tinh đang cùng chu tử phong giao thủ trong quá trình, liên tục 12 lần để cho thời gian nghịch lưu, cho nên cảm mộ lực chi bản nguyên, mà vừa mới hắn chính là lấy lực chi bản nguyên làm dẫn, Đem thuộc về Tiêu Thiên Tinh giới trong các loại sức mạnh tất cả đều ngưng tụ đến. Tiêu Thiên Tinh giới là nhục thân tinh giới, tại hắn nghĩ đến, tinh giới bên trong chỉ có nhục thân chi lực, nhưng mà trên thực tế mỗi một viên tinh thần, mỗi một chủng sinh mệnh đều có lực lượng, đây chính là Tần Tinh lấy lực chi bản nguyên hấp dẫn mà tới. Tần Tinh, hôm nay không giết ngươi, ta thể không làm người. Tuy rằng Tiêu Thiên vừa mới suýt chút nữa chết ở Tần Tinh trên tay, nhưng đây nhưng cũng sâu hơn hắn muốn giết chết Tần Tinh quyết tâm bởi vì hắn có thể rõ ràng dự liệu được, nếu như bây giờ không đem Tần Tinh giết chết, như vậy chờ đến qua một đoạn thời gian nữa, chết, chỉ sợ chính là mình. Tiêu Thiên, chúng ta đã lâu không gặp, có phải hay không nên hảo hảo ôn chuyện một chút a. À? Nhưng mà Hoa Dương Đế Thần chính là lạnh mở miệng cười, giơ tay lên, một cái màu lửa đỏ bảo kiếm bay ra, thẳng tắp đâm về phía Tiêu Thiên. Hiển nhiên, Hoa Dương Đế Thần nhìn ra Tần Tinh bị trọng thương, căn bản không thể nào là Tiêu Thiên đối thủ cho nên dứt khoát đem tiêu thiên cũng kéo vào mình chiến đoàn đã như thế hoa dương đế thần chẳng khác gì là lấy một địch ba nhưng dù vậy hắn vẫn còn có lòng dỗi rảnh liếc nhìn tần tinh nói tử vi nói người có biện pháp câu nói này để cho tần tinh trong lòng hơi động nói hắn làm sao biết hỏi xong cái vấn đề này tần tinh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện đó chính là hoa dương đế thần vậy mà ký được bản thân hơn nữa tử vi đế thần nói mình có biện pháp nói rõ hắn cũng có thể ký được bản thân lẽ nào luân hồi phú văn không có xóa đi hai vị này đế thần liên quan tới chính mình ký ức đây cũng không phải là không thể được dù sao hai người bọn họ thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ cường đại đến có lẽ có thể chống lại luân hồi phú văn trình độ ta nào biết đâu rằng hoa dương đế thần nhún vai nói mặc kệ ngươi có biện pháp gì nhanh đi làm những chuyện khác đều giao cho chúng ta tần tinh dùng sức gật đầu một cái tạm thời vứt bỏ trong lòng toàn bộ nghi hoặc đồng thời nhìn lướt qua bốn phía chiến đoàn Trước mắt tình hình chiến đấu, Mệnh Minh hai giới, Thế Quân đối đầu. Tuy rằng Minh tu lại có không ít sinh lực quân gia nhập, nhưng mà tại tần tinh 10 vạn hung thú cùng Hoa Dương tinh giới tinh tu dưới sự liên thủ, mạnh mẽ ngăn trở lại. Mà giới chủ thuộc về vào lúc chiến đấu, cũng giống như vậy. Tôn Tứ quấn lấy từng sóng, Sở giả dạ Thương kéo lại thứ 9 Minh Tôn, Hoa Dương Đế Thần lấy một địch ba vậy mà đều không rơi xuống hạ phong, tựa hồ còn không hề sử dụng toàn lực. Chỉ có điều, tần tinh chăm chú nhìn thêm kia thứ 9 Minh Tôn, Sở giả thương là tại giúp mình phía dưới, vừa mới bước vào giới chủ cảnh, mà thứ 9 minh tôn thực lực, ít nhất nhất định phải so sánh thập nhất minh tôn mạnh, như vậy đối phó sở giả thương tự nhiên hẳn đúng là dễ như trở bàn tay, nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Có thể hết lần này tới lần khác hai người lâm vào trạng thái rằng co, chỉ có thể nói rõ thứ 9 minh tôn đang để cho đến sở giả thương, còn đối với mới tại sao phải làm như thế, tần tinh không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hiện tại xác thực là khôi phục công bằng cơ hội thật tốt. Tần Tinh thậm chí ngay cả mình thương thế đều bất chấp đi để ý tới, cắn chặt hàm răng, bước hướng về cách mình chỉ có ngàn trượng xa tử vi tinh đi tới. Ngàn trượng khoảng cách, đổi lại lúc trước, Tần Tinh một bước liền đến, nhưng là bây giờ kia lực chi bản nguyên cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, lại thêm trọng thương trong người, còn có kia không ngừng ngăn trở Minh Tu, dẫn đến hắn bước ra một bước đều cần lẫn nhau khi thời gian. Cùng lúc đó, Minh Tinh giới bên trong đệ nhị Minh Tôn, cũng rốt cuộc lần nữa trầm giọng mở miệng nói, xem ra tử vi cùng hồng nguyên bọn họ là bị đệ nhất minh tôn kéo lại, nói cách khác, cũng sẽ không lại thêm mệnh giới tu sĩ xuất hiện, kia, chúng ta cũng sẽ không cần ẩn núp nữa, tất cả mọi người, giết tần tinh, công hạ tinh vẫn chi khư. Ông ông ông, tinh không chấn động, nhấc lên một phiến minh mông sóng gợn, mà sóng gợn chỗ đi qua, vô số minh thu thân ảnh chậm rãi nổi lên, không thể nhìn thấy phần cuối. Những minh tu này phía trước, còn đứng vững hai cái thân ảnh, một cái là tần tinh đã từng giao thủ qua thứ ba minh tôn, còn có một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi, mặc dù không phải Minh Tôn, nhưng mà đồng dạng là giới chủ tu. Thương Tà rốt cuộc hiểu rõ, trận đại chiến này trên thực tế là đệ nhất Minh Tôn cùng Tử Vi Đế Thần giữa bọn họ đánh cuộc. Tử Vi Đế Thần có thể nghĩ đến Minh Tu sẽ từ tinh vẫn chi khư, từ thủ hộ chi giới tiến nhập mệnh tinh giới, như vậy hắn tất nhiên muốn an bài người thủ tại đây. Minh Tôn nhóm tự nhiên cũng đồng dạng có thể biết rõ Tử Vi Đế Thần ý nghĩ, cho nên bọn hắn liền tương kế tựu kế dứt khoát đem tại đây trở thành chiến trường chính, hơn nữa lấy dò xét thái độ, một chút xíu đem mệnh tinh giới tu sĩ dẫn ra ngoài. Mặc dù bây giờ đệ nhị minh tôn còn không thể xác định, mệnh tinh giới có phải là thật hay không sẽ không còn có viện binh đến, nhưng là vì hoàn thành trận chiến này nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem toàn bộ chiến lực tất cả đều cử đi trận, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, giết chết tần tinh, công hạ tinh vẫn chi khư. Thậm chí, vì gia tăng nhiệm vụ xác suất thành công, tại hắn phát động tổng tiến công đồng thời, thân ở thông minh chi lộ ra vô số minh tu, cũng đồng dạng nhận được đến từ đệ nhất minh tôn mệnh lệnh, giết. Ong ong ong, năm đạo quang mang màu sắc khác nhau, từ minh tu trong đại quân bắn tung tóe lên trời, mang theo dễ như trở bàn tay lực lược, xông về ngũ thần chi phong. Ngũ thần chi phong trên, đồng dạng sáng lên năm đạo quang mang, bên trong huyễn hóa ra năm món khác, đặc biệt là một cái dính đầy máu tươi cốt đao, bên trên nơi tản mát ra sát khí, giống như bão táp một dạng, hướng về thông minh chi lộ trên kia mấy trăm tinh tu bao phủ mà đi. Tính cả chu trí đại tại bên trong, thông minh chi lộ trên tất cả mọi người, tại sát khí này dưới ảnh hưởng, nhất thời đồng loạt bạo phát ra nồng nặc đến mức tận cùng chiến ý, cặp mắt càng là bốc cháy thu hận hỏa diễm, căm tức nhìn kia năm đạo càng ngày càng gần quang mang. Ầm ầm, va chạm thanh âm, rung động thông minh chi lộ, rung động bất diệt tinh vực, thậm chí rung động thân ở bất diệt tinh vực ra toàn bộ tinh không. Bắt đầu, kết cục chi chiến, tại lúc này, chính thức bắt đầu chương 1659, từ Hoa Dương bắt đầu. Minh tinh giới sở dĩ so sánh mệnh tinh giới mạnh, nguyên nhân căn bản nhất, chính là mạnh mẽ tại diện tích bên trên. Tuy rằng minh tinh giới bên trong, cũng không có cụ thể tinh giới phân chia, nhưng mà chỉ riêng minh tôn liền có 10 hơn 3 vị, cũng liền đại biểu ít nhất thập tam tòa tinh giới, mà còn vừa vặn chỉ là ở bề ngoài con số. Có thể mệnh tinh giới, cũng chỉ có 3 vị giới chủ, 3 tòa tinh giới. Có lẽ, mệnh tinh giới bên trong có đến ẩn thế không xuất cường giả, cho dù bước vào giới chủ cảnh cũng không nguyện ý đem chính mình tinh giới hóa thành chân thực nhưng mà minh tinh giới bên trong cũng tương tự có kiểu người này nói thí dụ như vị kiêng nghiện rượu như mệnh ví hoa lâu tóm lại diện tích trên to lớn liền đưa đến sinh mệnh số lượng gia tăng huống chi sinh linh sau khi chết tử linh cũng thuộc về minh tinh giới toàn bộ cứ như vậy minh tinh giới hoàn toàn có vốn liếng đem tấn công đại quân chia ra làm hai một đường tấn công thông minh chi lộ một đường tấn công tinh vẫn chi khư tinh vẫn chi khư tấn công đi trước bắt đầu nếu mà tất cả thuận lợi thành công giành lại tinh vẫn chi khư lần nữa mở ra một đầu thông mệnh chi lộ mà nói như vậy đúng như tần tinh ban đầu nơi suy đoán loại này minh tu hai đường đại quân có thể trong ứng ngoài hợp đánh từ hai mặt mệnh giới tinh tu chỉ có điều bởi vì tần tinh cùng hoa dương đế thần tồn tại để cho tinh vẫn chi khư cướp đoạt không những không thuận lợi thậm chí có khả năng đối mặt thất bại vì vậy mà đệ nhị minh tôn quyết định không giấu giếm thực lực nữa Toàn lực tấn công tinh vẫn chi khư đồng thời, Thông Minh Chi Lộ tấn công cũng theo đó triển khai. Minh Tu hai đường đại quân, đồng thời phát động tấn công. Để cho hai địa phương này mệnh tinh giới sinh mệnh, chỉ có thể tự mình chiến đấu. Tần Tinh là hoàn toàn không biết Thông Minh Chi Lộ trên tình hình, nhưng mà Hoa Dương Đế Thần chính là bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thông Minh Chi Lộ phương hướng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Bất quá, cho dù hắn có lòng muốn đi trợ giúp Thông Minh Chi Lộ, lại cũng là phân thân hết cách. Hơn nữa khi hắn nhìn thấy từ cửu sắc ánh sáng giới lỗ hồng địa phương, lần nữa tràn vào cuồn cuộn Minh Thu Hồng Lưu sau đó, càng là trong lòng phát ra một tiếng thở dài tức giận. Mình không những không có khả năng đi trợ giúp thông minh chi lộ, ngược lại có khả năng, muốn vùi thân tại đây tinh vẫn chi khư rồi. Trừ phi, tần tinh có thể có biện pháp, nghĩ tới đây, hoa dương đế thần đưa mắt về phía khoảng cách tử vi tinh còn có 900 triệu tần tinh, trong miệng bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, đưa tay chỉ hướng kia mới vừa tiến vào tinh vẫn chi khư minh tu hồng lưu nói, hoa dương thanh niên nghe lệnh, chết giết. Chết giết, hai chữ này, minh tu có lẽ không hiểu là ý gì, nhưng là tất cả hoa dương tinh giới tinh tu môn, nhưng đều là lòng biết rõ. Lấy cái chết giết địch, đây là trước khi tới, hoa dương đế thần đã nói cho bọn hắn biết khả năng xuất hiện xấu nhất hậu quả, chính là dùng mạng bọn họ, đến phòng thủ đây tinh vẫn chi khư, ngăn cản minh tu tiến nhập. Tuân đế thần mệnh, không do dự, không có nhút nhát, Tại Hoa Dương Đế Thần mệnh lệnh vừa mới truyền ra trước mắt, toàn bộ Hoa Dương Tinh Giới Tinh Tu đã chăm miệng một lời lấy chấn động thương khung âm thanh làm ra đáp ứng. Nghe những này sục sôi âm thanh, Hoa Dương Đế Thần trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói: Phạm Chiến nhất định có sinh tử sinh chúng ta không dám hy vọng xa vời, nhưng mà chết liền từ Hoa Dương ta bắt đầu. Ha ha ha, chết từ Hoa Dương ta bắt đầu. Chết từ Hoa Dương ta bắt đầu. Hoa Dương Tinh Giới Tinh Tu môn. Từng cái từng cái tất cả đều tái diễn đế thần câu nói này, tất cả đều vì ý thống khoái cười to, tại trong tiếng cười, tiếp tục người trước hy sinh, người sau tiếp bước xông về đối thủ mình. Tần Tinh tự nhiên nghe được những lời này, cũng nhìn thấy kia liên tục không ngừng tràn vào Minh Tu Hồng Lưu, rõ ràng hơn hoa dương tinh giới, lên tới đế thần, xuống đến tinh tu, đều đã làm xong tử vong chuẩn bị. Bất quá, hắn cũng không quay đầu lại để nhìn, bởi vì có đến quay đầu nhìn lại thời gian, không nếu như để cho mình giết nhiều mấy cái cản đường Minh Tu nhiều đi ra cho dù tất hơn khoảng cách, cũng là tốt. Chỉ cần mình có thể đến tử vi tinh, là có thể thu phục tà linh chi nhãn, liền có thể ngăn cản trận đại chiến này tiếp tục lan ra. Hoa dương đế thần sau lưng, bỗng nhiên nổi lên một chiếc đốt ngọn đèn dầu, đèn như hạt đậu, khẽ đung đưa, tán phát ra từng trận giống như sóng gợn một bản hào quang màu đỏ, ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Toàn bộ bị ánh đèn bao trùm minh tu, lập tức cảm giác trên thân phẳng phất bị đè ép một tòa núi lớn, hành động khó khăn, mà tinh tu chính là vừa vặn ngược lại, ánh đèn chẳng những đang khép lại bọn hắn thương thế, hơn nữa còn đang vì bọn hắn trong cơ thể truyền vào lực lượng. Vạn cổ hoa dương đăng, mấy vị minh tôn đang nhìn đến đây ngọn đèn dầu thời điểm, cơ hồ đồng thời biến sắc, nói ra đây năm chữ. Bọn họ và hoa dương đế thần không phải lần thứ nhất giao thủ, tự nhiên biết rõ đây ngọn đèn dầu khủng bố. Hơn nữa, đây còn không phải chân chính vạn cổ hoa dương đăng, bởi vì là chân chính vạn cổ hoa dương đăng tại ngũ thần chi phong bên trong, trở thành phong linh. Ngọn đèn này cũng không phải bất kỳ pháp bảo nào tinh khí, mà là hoa dương bản thể. Uy trấn mệnh minh hai giới hoa dương đế thần, bản thể chính là một ngọn đèn dầu. Đèn ở đây, người đang, đèn vỡ, người vong, nếu hoa dương đế thần liền bản thể mình đều kêu gọi ra, đây cũng là nói rõ, hắn là thật